xem nào. Người cứ xem đây, con nào ăn con nào mà thì nó rút tị rất lòng. Nó rút nọc của nó ra thì nó ấy. Đấy nó ra là con chuột nó chết. Con nào đốt người thì chết. À con nào đốt người xong nó chết. Thì là cắn đứt lương tâm là cắn lòng à đứt lòng của nó ra thì nó trả lại hiểu không? À hiểu. Bây giờ mới hiểu tại sao con ong đốt người sao lại chết thì bảo là nó bị cắn đứt lương tâm thế à. Tôi phát lại lên lại đấy rồi đó. Sao mày thích mày cứ đốt ấy tao sao mày vẫn chưa hay hả Linh? Đâu lại nó bây giờ nó đốt mình đốt lại nó rồi xem mình có cắn rứt không. Đây tối qua chưa xong à, còn nhiều không? Để thôi em ơi, có chuyển khoản tao cũng không nói được. Tiền điện là cho mấy cái người vận điều hòa cho vào đến lúc đấy hết được thôi. Nước đổ tiền điện, ôi trời ơi ấy. Chị Hoa ơi, đi kiếm nước gì uống đi. Đứa nào uống đấy trả tiền nhá. Okay. Lý ơi chuyển hôm nay tối luôn ship trả tiền. Đứa nào mới lấy lương xong thì đấy trả tiền. Đứa nào lấy sau cùng. Lật bàn để chị cho lấy tiền ở kia, chị lấy tiền ở kia giả luôn. Cho con đấy nhịn đúng không? Hello các tình yêu. Hôm kia em chốt đơn nhân viên gọi chưa gọi á, Nguyễn Linh. Cái tour ra 88 á. Chị Nguyễn Linh này, chị ấy hay mua này. Đúng rồi. Em gọi cho chị thì chị bảo là để dồn đây. Chị bảo để dồn đơn hay như nào hả chị? Uống nước gì đấy? Em có gọi là em vẫn như mọi khi nhá. Zino hay cái gì? Zino. Cho nó đấy chửi người cái gì? Ờ. Zino. Hello hello. Các bác ơi. Chị bảo để dồn mà. Chị bảo để dồn đơn đúng không chị Linh ơi? Có phải chị bảo cái Linh nghe là chị ở để dồn đơn không? Cho chị đôi giày vắt đi chân đất ghê chân lắm. Nếu mà cái chị đi giày cái kia trên sập của chị kìa. Mày nghĩ sao đi mặc quần bò voi chứ có gót vậy? Tại sao phải chị ạ? Mặn thôi thì thôi thêm tí muối nữa nó chả mặn lắm đâu mà. Trưa nay em xả áo len chị nào nhanh được rẻ lắm. Để chị nào thích áo len cho em xin một dấu chấm và chia sẻ livestream giúp em nhá. Áo len toàn bộ nhé em là len dòng len lông, len nhung và len pha lê các chị ơi. Đơn thứ 3 chưa thấy gọi chốt đơn á. Thứ 3 hôm đấy là cái xả mờ ấy. À đơn thứ 3 em hết hàng rồi ạ. Em gửi hàng ở bên Viettel chị ơi, hoa hồng nhá. Áo da á? Áo da lốp tốp á, áo đá lốp tốp hay như nào? Áo cờ lốp tốp.
áo đá của lớp tốt nhà mình làm gì còn, đúng không? Chị một ít cái áo lá như chị đang mặc ở trong kia đây. Đúng rồi bạn ơi. Em cứ xách cho chị mấy cọc ở đây. Hello các bạn. Ơ có nhìn thấy em không ạ? À? Cho em xin dù chấm đi các tình yêu ơi. Các bạn có nhìn thấy em xin hai này chị. Gấp cái nước đi. Trời ơi. Cái con áo này nó mặc cái kiểu gì nhỉ? Kiểu này được kín rồi hả? Có 45 cân vừa mà chị, lên áo đá nhá. Rồi áo đá nhà em thì cứ gọi là nhiều lắm luôn. Đây chị nào thích áo em mặc các chị lên luôn mã này cho em ạ. À. Em có một ít thôi và có như là à có đủ màu luôn đấy nhá. Đỏ trắng đen. Đỏ trắng đen ạ, à. Toàn bộ hàng cao cấp đấy các chị này. Em xả, được chưa ạ? Mã này là mã bao nhiêu mọi người ơi? Ê đi chị ơi. Mày đây mã A đi. Hả? E đúng không? E1 cho em nhé các chị nhá. Chưa hôm nay sẽ lên mã E1 cho các chị này. Cho em xin nút chia sẻ livestream cho các chị nhá, không bị ẩn comment. E1 là áo đá và em có size các chị tầm khoảng là 60 cân đổ về, 40 cân đến 60 cân chị ơi, 47 cân chị có vừa nhá. Đơn hôm thứ ba em chốt bộ áo chip với áo phông như không thấy gọi à? Bộ áo chip áo phông á. Thì hôm nay em sẽ trên live đặt lại cho chị với em ơi. Comment chắc là comment bị ẩn rồi. Đây này các bác này. Đẹp lắm luôn. Ủa? Các chị nhá. Áo vest nghe làm gì còn áo vest đâu chị ơi. Còn áo vest đâu. Mã này là mã E1 cho em ạ. Lên len đi á. Rồi em lên một hai mã áo đá xem đi, áo len cho chị Hoài Anh Lê ơi. À, laptop có viền cổ em không biết đâu chị ơi. Bây giờ em chưa tìm ra chỗ nào luôn ý. Đây các bác nhìn áo cho em này. Xuất sắc luôn các chị nhá. Dòng áo đá cho em xịn sò luôn ạ. Em tặng các chị 100.000 đồng đầu livestream. Đấy chị ạ, 100.000 một áo. Các chị lên đơn hàng chứ là mã gì ạ? E1 kèm theo màu với số điện thoại em có 3 màu là trắng, đen và đỏ các chị nhá. Trắng, đen, đỏ cho em ạ, đẹp xuất sắc luôn các chị nhìn cho em này. Nói chung là chỉ là còn màu trắng và màu đỏ em còn ít. Đấy chị ạ, trắng còn nói chung là còn trắng với đen thôi, đỏ em chỉ còn lẫn đúng 2 chiếc mà thôi ạ. Đỏ có đúng 2 chiếc các chị nhá. Và form các chị thì mình cứ dưới 60 cân em chốt đơn ạ, 40 cân đến 60 cân các chị thoải mái cho em. Áo crop top nhà em bây giờ chỉ còn màu đen thôi chị ạ. Đặt hàng không được gọi chốt đơn chắc là bị sót đơn rồi tình yêu. Đợt này Facebook nó bóp tương tác nhiều lắm ý. Ẩn comment bóp tương tác. Các chị ơi, các chị nếu mà không đặt được thì các chị cố gắng cho em săn cái livestream ngày hôm nay đặt lại giúp em rồi nhá. Đây các chị này, em chỉ còn đúng 2 chiếc màu đỏ thôi. Toàn bộ dòng đào đá đợt trước em bán là 185, bây giờ em tặng các chị 100.000 một cái. Xả đầu like các chị nhá. 100.000 đồng mã này các chị comment là E1 kèm theo màu và số điện thoại. À em cảm ơn chị không chia like vẫn chia sẻ. À thế á, chị Nguyễn Linh ơi, có gì thì tín bây giờ xem like nhá, đặt lại cho em với. Với lại là chị nhớ mã hôm trước ấy, mà cách đây tầm 1-2 hôm thì chị nhắn tin cho em nhá để em chốt đơn cho. Đấy chị ạ, chị ra bảo có đơn ạ. Trắng, đỏ, đen ạ, đỏ còn đúng 2 chiếc. Chị nào lấy các chị lên đơn hàng comment lại ẩn rồi các chị yêu. Thì hàng đẹp ưng lắm, em cảm ơn chị ạ. Thu Trang cũng có này, tí nữa nhân viên em gọi điện, nhà em vẫn đang gọi đơn tối qua chị ạ. Chị ra bảo có này, Thu Trang cũng ok, chốt đơn đã, các chị nhìn cho em áo này, nhận hàng kiểm hàng cho em thoải mái các chị nhá. Nhớ bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái, giá này là giá xả một dịch cho các chị yêu ạ, 100.000 một áo. Đẹp xịn sò luôn, chị Yến Yến có đơn ạ. Chị Yên Lê có này, chị Chuyên Nghiêm ok chốt đơn, các chị chọn màu, các chị chọn size vừa cho em thoải mái. Đây các bác nhìn áo này. Đấy chứ ạ, hàng Việt, hàng xưởng không có giá này luôn, nữa là Quảng Châu đúng không ạ? Giá này là giá gọi là xả cho nó nhanh để nghỉ, tại vì là bây giờ dịch giã rất là nhiều luôn. Đấy, em gọi là cho lên đường nhanh tay những cái mẫu đáo đá này cho em ạ. Tại vì những cái mẫu này ý, để cả vào trong vụ ấy, kể cả vụ sau không lỗi mốt, kể cả vụ sau không lỗi mốt luôn, riêng áo phông nhá chị nhá. Đấy chứ ạ, những cái hình này nói chung là toàn bộ là hình trẻ trung. Tất cả dòng áo đá ép nhiệt cho em mà các chị giặt máy thoải mái cho em không bị bong. Giặt máy thoải mái cho em không bị bong đá đâu ạ. Chị Mai Loan có này, các chị này. Đấy chứ ạ, chị Duyên Nguyễn có này. Đỏ đen ok, chị Đinh Hồi này. Đấy chứ ạ, tí các chị chọn màu sau cho em ạ. Đỏ đen trắng 3 màu các chị nhá. 100.000 đồng ạ, giá bao giá thị trường luôn. Tí bên áo len tình yêu cũng bình tĩnh cho em. Áo len hôm nay em chỉ bán đúng bằng một con áo phông. Chị Mai đâu, chị Việt đâu? Linh ơi, đó. Em xem hộ chị Thái Nguyễn Linh này. Nếu khách bom thì chị nói thế thiếu sót với khách. Khách có nói chị không? Nào
là như thế nào? Bây giờ em có chốt đơn cho chị này không hay như thế nào? Có phải chị 388 không? Chị không biết là chị Nguyễn Linh mà hay mua đây này. Chị, em gọi cho chị đi, chị bảo là chị để rồi thì là không. Em gọi bây giờ em điện lại luôn đi. Chị bảo chị chốt cho áo cho chị mấy, lấy áo mấy áo cho con gái, chị bảo để rồi. Thế có chắc chắn là chị Nguyễn Linh này không hay chị Nguyễn Linh nào? Nếu chị Nguyễn Linh cho em xin lại số điện thoại của chị của em với. Cho em xin lại số điện thoại của chị Nguyễn Linh của em với. Các chị đợi em một chút nhé. Bây giờ em điện cho khách đi. Thì có như nào thì em nói thế chứ em điện ra đâu. Tao hôm trước nó quá tải, hôm sau em mới gọi thì chị bảo là tối hôm qua chị cũng đặt. Đừng nói gì với chị, giờ này chị đang rất đau đầu. Em gọi điện cho khách, giải thích với khách. Em chẳng có gì phải giải thích cả. Thì là những sự thật nó nói như gì. Chị có phải là đến cho em, nếu mà số thì em gọi chị. Chị Nguyễn Linh cho em xin lại số điện thoại của chị. Có vấn đề gì như thế nào, nhân viên em không chốt cho chị. Chị cho em xin lại số điện thoại luôn trên live. Bây giờ em không tìm đến nick của chị. Để em cho bạn ấy gọi lại luôn cho chị nhá. Em không thích là thắc mắc gì với khách hàng như thế này đâu chị ạ. Lần sau em chắc chắn là khách như thế nào thì hãng nói. Em có chắc chắn là chị Nguyễn Linh này không hay là nhà mình có mấy Nguyễn Linh? Chị cho em xin số điện thoại của chị Nguyễn Linh với. Em không tìm đến nick của chị. Em chị này mấy lần nhắn tin đây này. Chị ở Phú Thọ. Đúng rồi, ở Phú Thọ. Thế thì còn Nguyễn Linh làm nữa ở chị Loan. Bây giờ em điện cho chị chứ em điện cho khách đấy. Chứ bây giờ chị không chốt đơn nên chị không biết. Em rất là kỵ nhất là khách mà lên live thắc mắc gì vấn đề đấy, vấn đề nọ kia. Đấy chứ ạ. Còn nhân viên em không chốt đơn, nhiều khi là nó hay bị hết hàng. Cho nên là những cái mã hết hàng em sẽ không gọi. Đấy 0819 0819 797 em điện luôn cho chị ngay và luôn ngay bây giờ đi. Mở loa ngoài đấy chị. Ra đây. Đây. Em ra đây mở loa ngoài chị. Ngày 22 tháng 7 em gọi đi 43 giây chị bảo để dồn. Em điện lại luôn, em đừng thắc mắc, em giải đừng giải thích với chị. Chị buổi sáng đấy 43 giây đấy là em gọi điện chốt đơn của buổi live trước.
Tại vì là em đang chốt của live trước thì em mới gọi là chị đặt hàng thì em mới gọi thì chị bảo là thế thì em chị còn bảo với em là tối hôm qua tớ cũng đặt hàng đấy thì tớ lấy cả tối hôm qua thì em còn hỏi chị là thế chị có nhớ chính xác của mã hôm qua không thì em nhặt cho chị rồi luôn đơn hai đơn thì chị bảo là chị đang bận với lại là chị không nhớ mã thì em bảo là nếu chị không nhớ mã thì tí nữa các bạn gọi thì chị thôi em vào trong kia nói chuyện với khách để chị bán hàng. Khách này là khách mua hàng nhiều nha em nhá. Làm thế nào để khách đừng có mà đi qua chỗ khác nhá. Khách hàng luôn đúng em ơi, khách hàng luôn đúng nhá. Em nhớ thì công như chị nói với em như thế. Khách hàng sai, xem lại điều 1. Bà chị là chị để em nói em đã, chị nói từ lúc nãy giờ toàn chị nói thì chị có để cho em nói câu nào đâu. Em không phải quên là ai đi mà chuyện. Bây giờ là ai điện cho nó khách này? Em chuyện chốt là chốt của buổi live tối hôm trước vì nhà mình quá dài hơn không cho lên. Nhưng mà chị bảo là tối hôm nay chị có đặt thì em có hỏi chị là nếu mà chị đặt chị nhớ mã. Em chị nhớ mã thì em chốt luôn cho cùng để rồi là của live tối chị đặt máy em không nói chuyện chị đâu. Để em nói chị la. Tối hôm trước là nhà mình quá dài hơn. Để chị bán hàng để chị em bán hàng. Thôi để thì đến khác nói chuyện. Thôi các chị ạ, mệt lắm. Với lại cha có phải một mình em thôi đơn đâu, phải một mình em cầm cả một cái tệp đấy đâu. Quần em mặc 209. Phao mỏng á, phao mỏng nhà em chỉ có cái hàng phao phao siêu nhẹ thôi chị ơi. Phao siêu nhẹ thôi, áo em mặc là M1 các chị nhá. Thôi em tắt đi chị bán hàng em. Thôi chị ơi, chiều các bạn giải quyết nhá, giờ em bán hàng nhá. Đấy không được gọi chốt đơn cũng chửi. Không được gọi chốt đơn cũng chửi. Không phải là không gọi mà là em có gọi em bảo chị rồi nhưng mà chị không nhớ mã nhưng mà giờ không có cái tờ đấy này. Đúng rồi, bây giờ gọi điện chốt trước mà các chị không nhớ mã nhân viên thì em mới không chốt đơn được. Thì đấy, các chị phải xem lại, các chị phải xem lại lại. Không gọi lại được thì là chị không gọi lại thì bây giờ chị các chị không gọi lại được. Cái này thì là chị ở đây. Thôi chị đi lên em nói. Các chị không gọi được tại vì nhà em gọi điện chốt đơn máy nó bận liên tục. Đấy, cho nên là các chị không gọi được, các chị cũng quay sang các chị mắng, các chị chửi. Khổ thật đấy các chị ơi, ai cũng muốn bán hàng chứ không phải em lên là em nói xong rồi em nói chơi không em để đấy đâu đúng không ạ? Có những mã hàng hết thì nhà em sẽ không gọi là đúng. Còn những cái mã hàng mà các chị không nhớ mà các chị gọi điện đặt trước để các chị được chốt hàng thì là nếu mà các chị không nhớ mã thì nhân viên em nó làm sao chốt được cho các chị đúng không ạ? Cứ chốt xong mà đến nơi nhầm. Xong rồi cứ chốt cho chị đi xong đến nơi lại bảo nhầm như này nhà em không thể nào mà tự ý nhà em gửi. Đấy, việc giã nó đã khó khăn như này xong đến nơi lại nhầm mẫu. Nghe khách chửi em nói nhân viên nhà em là em ơi bây giờ cái gì cũng khó khăn, cái gì cũng khó thôi em ạ. Khách người ta lúc nào cũng đúng, em cố gắng để chứ ạ. Nhân viên em mới chốt đơn rất là áp lực, em là người chốt đơn rồi chứ em biết. Chị đang nhắn tin cho em đấy ở cái trang page sông Hoàng Loan ấy. Thôi bỏ qua đi. Đấy chưa? Chiều, chiều em giải quyết cho chị sau cũng được. Để chiều giải quyết. Đúng không ạ? Chị Nguyễn Linh, nếu mà chị có đang xem live thì để nhân viên để em chiều giải quyết nhá. Với lại chị cũng, nếu mà chị gọi điện thì chị cũng nghe nhân viên để em nó nói đã. Chị nói muốn rồi. Em thấy toàn một mình chị nói thôi. Chị không để cho bạn nói một câu nào cả. Sợ quá đi rồi ấy. Quần em mặc là quần bò chị, nó không phải quần thô. Áo em mặc 100.000 chị ạ, Xuân Hạ nhá. Áo em mặc 100.000 đồng ạ. Mã này các chị lên cho là E1 cho em ạ. Đen trắng đỏ, đỏ em còn đúng 2 chiếc thôi. Mã em mặc em có chủ là có đen với trắng ạ. Chủ em có 2 màu là đen với trắng. Nói chung là khách hàng thì người ta ưng. Đấy dạ, người ta ưng thì người ta cảm thấy là hợp với lại là cái hàng nhà mình thì người ta mới mua. Tại vì là không phải một mình nhà em bán hàng đúng không ạ? 100 người bán, vạn người mua. Đấy, nhà em bán nhưng mà rất nhiều nhà khác người ta cũng bán nhưng người ta lại không mua nhà khác mà người ta lại thích mua nhà em. Tại vì là quan trọng là cái cách phục vụ của nhà mình. Đấy, với lại là cái chất lượng của cái hàng của nhà mình bán ra cho khách như thế nào thì người ta mới ủng hộ cho nhà mình như thế. Đấy, cho nên là em rất thông cảm. Nhưng các chị cũng phải cố gắng thông cảm cho nhà em với các chị nhá, cho các bạn nhân viên với. Chứ cũng phải là một mình bạn ấy chốt mà rất là nhiều bạn chốt. Đấy, có thể là bạn ấy vừa nghe điện thoại qua chị nhưng mà sau đấy lại bạn khác gọi cho chị chẳng hạn. Chứ không phải một mình nhà em có một nhân viên chốt đơn. Đấy, các chị cũng cố gắng thông cảm cho em với nhá. Rồi, em bán hàng đây ạ. E1 ok, quần bò mặc mềm thoải mái, em cảm ơn chị luôn. E1 các chị nhìn xem áo này. Đấy, chợ hàng trong vụ của toàn hàng 185, 190 nghìn. Bây giờ em xả các chị 100 nghìn một áo. Mã này các chị lên E1 cho em ạ.
Đấy chẳng em một bậc kèm số điện thoại cho em thôi chị ơi. Cái vấn đề đấy thì tí nữa nhân viên với lại khách hàng em sắp giải quyết với nhau. Chứ còn bây giờ là em cũng không phải là người chốt đơn cho chị ý, cho nên em cũng không biết, cho nên em cũng chưa nói trước được cái gì cả. Đấy chẳng cũng không phải là do tại nhân viên mà cũng có thể là không phải do tại khách. Đấy thì tí nữa thì bác, các bạn ấy sẽ giải quyết sau nhá. Rồi em cảm ơn chị ạ. Rồi em một cho em, chị nào lấy các chị lên đơn hàng cho em này. Em một và kèm số điện thoại cho em 100.000 đồng. Nhận hàng kiểm hàng cho em ạ. Không các chị dưới 60 cân nhá. Chất nó đẹp với mát các chị nhá. Chất co giãn đẹp thoải mái. Áo đánh đá, đính đá cho em ạ. Có 3 màu các chị ơi. Rồi em qua mẫu các chị này. Bởi vì số lượng của mỗi mẫu nó còn ít, cho chị nào có lỡ mà có bị hết hàng các chị cũng thông cảm cho em đấy nhá. Đừng chửi nhân viên thì em khổ thân. Đấy, không phải là em không muốn bán mà hàng nó nhiều khi nó bị hết. Rồi em cảm ơn chị Lê Thị Dung ạ. Quần em có hai màu chị ơi, em có màu xanh nhưng mà màu xanh mặc với lại màu này màu khói đấy chị này. Chị Vũ Phạm rồi, ok em chốt đơn ạ. Các chị ơi giá áo này là em xả gọi là giá rẻ nhất rồi. Các chị ơi các chị đi tìm ở chỗ nào cũng thế thôi ạ. Không bao giờ có chỗ nào bán rẻ hơn nữa đâu. Đấy chị ạ, toàn bộ hàng này hàng xeo lỗ rồi các bác ạ. 100.000 đồng một áo. Quần em mặc là 290.000 chị ơi, hàng 350 bây giờ xeo các chị 290 ạ. Hàng quần này hàng Quảng Châu các chị nhá. Quần hàng Quảng Châu. Chị Hạnh Châu ạ, chị Quỳnh Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Em một tụi em qua mẫu này. Bây giờ em tặng các chị một cái mã áo len đi. Cho gọi là nó thay đổi không khí thôi các chị nhá. Tặng các chị một con áo len nhung cho thay đổi không khí luôn này. Để chị ạ, và em hứa luôn là cái giá này em tặng các chị thôi chứ không có lãi. Để chị ạ, em tặng các chị không có lãi. Nhiều khi là các chị bảo là chẳng có đứa nào nó ngu được bán hàng nó lại không có lãi đúng không ạ? Nhưng mà riêng mã này các chị này, em xả các chị nhá, em xả cho nó gọn hàng. Ok chị ạ, mã này là các chị comment là E2 cho em. Áo da giờ này em hết sạch rồi chị Hoàng Phía ơi, làm gì còn áo da giờ này đâu. Thực ra là thời tiết hôm nay nó cũng nóng, nó không nó chưa lạnh đâu nhưng mà em muốn cho nó gọn gàng. Đấy chị ạ, đây các chị này, len nhung các chị nhá, đây là len nhung cho em. Bình thường giá có bán con này là 279.000, 280.000 đấy ạ. Bây giờ em tặng nốt các chị là 139.000 đồng. Các chị yêu lên lên tay cho em ạ. Len nhung các chị yêu nhá. Len nhung cho em chỉ còn nguyên một màu đen. Em còn nguyên một màu đen, các chị comment là E2 cho em ạ. E2 chị nào nhanh tải được nhá. Đấy chứ ạ, em tặng các chị nốt là 139.000 đồng một áo. Form các chị dưới 65 cân đổ về. Ok chứ ạ, form các chị nhà mình cứ dưới 65 cân đổ về. Các chị chốt mã này cho em là E2. Chất không đẹp giả lại em được chưa ạ. Chất không đẹp giả lại cho em luôn ạ, E2. Đây các chị này, 10 cái như 10 luôn ạ. Len toàn bộ như em là dòng len nhung, và chị nào đã nhận được len thì em được các chị biết rồi đúng không ạ. Nhưng mà hiện tại như em chỉ còn đúng một màu đen thôi, không còn màu nào khác. Bây giờ form này em chốt được các chị từ khoảng là 50 đến 65 cân. Đấy chị ạ, từ 45 cân đổ lên các chị chốt được. 45 cân thì các chị mặc hơi rộng rộng một chút nhé các chị nhá. Chị ghét nhân viên thì em chốt cho chị nhiều quá hết sàng rồi, ngày nào cũng nhận được hàng thôi rồi. Cứ tưởng là phốt cái gì cơ, dã man, chị dã man quá. Đấy em sắp đau tim rồi chị ạ. Đấy, mỗi lần lên live là phải uống thuốc trợ tim là chết to ấy chị ơi. Vũ Phạm ok em cho đơn ạ, E2 cho em nhá. Biết bà có đơn ạ, mặt em tặng các chị nốt là 139.000 đồng ạ. Sale gọi là lỗ vốn luôn đấy các chị ơi. Chị ở Quân Hương, Quân Thị có này. Chị Viên Lê có đơn ạ, áo nâu treo sau là hàng này 150 chị yêu. Quần em mặc là 290. Cái này em còn tầm chục cái thôi các chị nhá. Còn tầm chục cái của mã E2 thôi. Áo len, len của nó len nhung mặc siêu ấm luôn. Đấy những cái mã này các chị ơi vào phụ thì các chị cũng phải suy nghĩ một tí nào. Đấy chị ạ, giá này là giá xả đó các chị yêu ạ, 139.000 đồng. Các chị này rẻ hơn cái áo phông. Rẻ hơn cái áo phông mà len này là len dày các chị nhá. Len dày đấy ạ, chứ không phải là len mỏng tèo đâu các chị ơi ạ. Nhi Vân Tạm có ạ, ngoan nguyện lên số điện thoại cho em với nhá. E2 cho em 139.000. Giá này các chị bảo ồ ôi sao mà nó rẻ mà nó lại đẹp ở thế à Loan ơi. Đấy chị ạ, giá rẻ mà lại đẹp thế các chị. Các chị nhìn áo cho em này, 139 cho em, bây giờ các chị mua để dành. Em nói thật là cái giá hiện tại bây giờ về các chị là đang nóng cái này các chị chưa mặc được, nhưng bây giờ rẻ quá các chị mua để dành cho em. Được chưa ạ? Hải Nhung Nguyên có này. Hải Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Giá này em được lại các chị 3.000 một cái. Được chưa ạ? Trừ hết chi phí em được lại các chị đúng 3.000 kéo lên. Mà có lỡ mà bà nào bom hàng về em mất mấy chục nghìn tiền cước. Nhưng mà thôi ạ, chắc là em xả này chắc chẳng chị nào bom hàng của em đâu. Không chị nào nỡ bom hàng của em đâu đúng không ạ? 139.000 đồng, chị ngoan Nguyễn cho em xin số điện thoại với. E2 nhá, Nguyễn Lò có này. Trần Kim Dung ok này. Linh Tô Thùy cho em số điện thoại của chị với. Nếu em nhận được thì em sẽ là gọi lại cho chị để giải quyết đơn hàng và đổi hàng cho chị luôn nhá. Mỉm cười tê quy rồi ok cho đơn là E2 khoa mẫu này. E2 nó chỉ có chục cái thôi các bác ơi. Đấy chứ ạ. E2 rồi, 139.000. Em ơi, chị ơi, các tình yêu ơi, đừng bảo em có miễn phí ship không nhá. Các chị bảo em được lãi, các chị bây giờ có mấy nghìn một cái áo len mà cước nó nặng như thế. Áo len nó nặng cũng nhiều phong.
Đấy, cho nên nhà em chưa từng bao giờ mịn zip chị ạ. Nhà em bán rẻ không có zip đâu. Bây giờ em xả có 100.000 cái áo phông đá hàng Quảng Châu như này, với lại là có bao nhiêu 139.000 đồng. Khách cũ để lại số điện thoại cho em với, tại vì nhà em lọc luôn trên máy. Số điện thoại cứ phải có số điện thoại cho em mới có đơn các chị nhá. Chị ngoan Nguyễn ơi, cho em số điện thoại rồi. Rồi, má này còn một cọc của em. Em nói luôn là nhà em không bán len kiện, nhà em không bán hàng len xưởng rẻ tiền các chị nhá. Chất len nó mặc các chị gọi là qua từ phụ nọ sang bộ kia nó vẫn còn đẹp cơ. Chứ không phải là các chị mặc các chị giặt xong là nó bay nó rão nó xù ra đâu ạ. Má này các chị yêu len cho là len 2 và kèm số điện thoại cho em. Em quen E3 đúng không? Ở đây còn cọc này nó còn mấy chiếc màu này nữa. Một chiếc màu hồng hay hai. À? Bốn chiếc màu xanh. Chủ yếu là có màu đen thôi. Chủ yếu màu đen. Đây các chị này nó thêu cho em. Thêu hết như này cho em, các chị nhìn cho em một con len nhung này. 139 ạ. Hay xỉn nhập hôm trước giá thì em các chị ôm về giá nó cao hơn, các chị thông cảm nhá. Giá này em xả hết đấy. Để chặn giá này em xả hết, em còn rêu với đen, còn đúng một con màu hồng thôi ạ. Mã này các chị lên cho em E3. E3 và kèm số điện thoại cho em này. Cầm con áo len nó phải đầm tay nó sướng tay như này các chị nhìn này, đẹp chưa? Ok chị ạ, E3 cho em nhá. Chị yêu là nhanh tay được này các chị yêu ạ, 139.000. Form này các chị tầm khoảng 65 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa ạ? Form này các chị dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Trên 40 cân đến 65 cân nhá các chị nhá. 139. E3 đúng không? Chị Nguyễn Hải có ạ, tí em lên sơ mi sau tình yêu ơi. Chị Nguyễn Tuyết Bà có rêu gồm đơn này. Khách hàng tinh lắm các chị ơi. Được chưa ạ? Khách hàng tinh lắm luôn, các chị nhìn trên con áo này. Xuất sắc luôn, 139.000 đồng. Nếu mà để các chị tự giả cước nó phải hết 50.000 về cước. Cái rẻ quá tí lại phải làm vài cái. Em xả rẻ thế này, hôm nay rẻ với em, hôm nay bán lấy tương tác thôi các chị yêu. Còn bao nhiêu em xả nốt, tại vì số lượng nó không còn nhiều đâu ạ. Định để vào trong vụ nhưng là đến tầm giờ này lại chả còn gì đâu chị ơi. Đến tầm giờ này là không còn gì nữa rồi. Đấy em cho toang luôn các chị nhá. E3 này, xanh thủy nguyễn này. Phương Dung có đơn, em thử mặc con màu đen lên nhá. Còn màu xanh nhìn xanh rêu có ít thôi, chứ là còn màu đen nó dễ mặc các chị ạ. Hàng len nhung dày dặn này, các chị nhớ về cho em xin một cái feedback nhá. Khách sỉ hôm nay các chị ôm từ bây giờ đi. Để chợ vào vụ chả có giá này nữa. Tại vì hôm nay em xả còn rẻ hơn cả giá. Giá hôm trước các chị đi nhập buôn rồi đúng không ạ? Đây. Trời ơi con áo len này, cổ vừa các chị nhá. Cổ là cổ vừa cho em ạ. Rồi hôm trước nhận được áo này rồi, chất đẹp lắm, em cảm ơn chị. Hôm nay xả rẻ rồi chị lấy thêm đi. Để chợ hôm nay lấy thêm đi. Dạ chị Nguyễn có đơn ạ. Hồng cái này còn một chiếc, chị có lấy nốt không này? Còn đúng một con màu hồng các chị nhá. Ok chưa? E3 màu hồng và kèm số điện thoại cho em. Rẻ quá em nhỉ, em cảm ơn chị Trang Triệu lấy điện. Tiết Bà có, Tủy Nguyễn ok này, Phương Dung có, Hoa Mùa Xuân rồi ok em chốt đơn ạ. E3 cái số điện thoại cho em 139.000. Các chị nhá, chủ yếu còn màu đen thôi. Chủ yếu là còn màu đen. Được chưa? Các chị nhìn cho em len nhung các chị yêu nhá, chứ không phải len len linh tinh vớ vẩn như các chị đâu. Để chị nhận hàng các chị ghi bóc hàng kiểm tra hàng cho em. Theo cho em này chữ này các chị này, 139.000 đồng. Ok chưa? E3 cho em và kèm số điện thoại ạ. Nhung hoàn chốt đen này. Nguyễn Hà Lan có này. Dương Tình có xanh rêu các chị này. Bây giờ còn nguyên màu đen nhá các chị ơi, còn có 3-4 chiếc màu đen như này thôi. Đấy chị nào nhanh tay được cho em màu đen. Đó, được cái nào thích cái đấy luôn ạ. Chất lượng quá tuyệt vời luôn, 139.000 đồng xả rẻ hơn buôn rồi các chị ạ, xả rẻ hơn buôn. Đấy bây giờ các chị mua một chiếc còn rẻ hơn cái giá được trước mà các chị nhập buôn hàng vài trăm cái. Đấy các chị ôm từ bây giờ, các chị yêu khách sỉ em ôm từ bây giờ rồi các chị nhá. E3 đúng không? Hồng xanh à? Sao lại không đổi được? Hải Yến cho em số điện thoại với. Em nói luôn ý, những cái hàng mà em sản lỗ mà em nói trên livestream thì anh em sẽ không đổi. Nhưng mà những cái hàng nào như em mới về hàng ấy, nó có đủ sai số thì em đổi được các chị nhá. Còn những cái hàng mà em xả lỗ em không đổi. Lúc nãy em cũng nói trên livestream rồi mà các chị. Lúc nãy em cũng nói trên live. Nếu mà trừ khi mà các chị mua hàng mới về ấy, đủ sai đủ số. À sáng em mới chốt hàng mà giờ em đổi mã được không à? Đơn của chị Hải Yến gọi lại đi đơn, đi đơn rồi. Đơn của chị đi đơn rồi, sao đổi được chị? Nhà em đi đơn nhanh lắm. Nhà em đi đơn một buổi sáng, một buổi chiều. Một chuyến sáng, một chuyến chiều. Đấy, chứ bây giờ hàng nó đang trên đường đi gửi đến chỗ chị rồi, làm sao mà em đổi được? Trừ khi mà lúc gọi chốt đơn các chị bảo cho chị chuyển sang mã khác thì chị đổi được thoải mái. Nhưng mà hàng em đã gói đơn rồi, vào sổ đi đơn rồi, làm sao đổi được cả chị gái? Chị em không khó khăn gì. Đấy chị ạ, rồi ôi. Em có áo gì? Em các chị này, E3 hồng em hết, bây giờ chỉ còn đen thôi các chị này. E3 chỉ còn màu đen, chị nào có áo đá E3 không? E3 và kèm số điện thoại cho em, áo đá em có chị, áo đá rất nhiều luôn. Cho em xin một cái mã áo đá đi. Áo đá, áo đá. Hả? Chị
nay chị lấy 4 cái áo đá rồi đúng không? Đi đơn rồi, Thanh Hóa đi đơn rồi. Trời ơi. Rồi thắng nhiệt có ok ạ. Tiếp theo con E5 áo không đá các chị này. Không đá cho em. E5 kẹp số điện thoại cho em ạ. Nếu mà em mà bán giá 139.000 đồng một con áo len này em lỗ cước đấy. Chứ đừng nói thì lãi nhá. Lỗ thì cước đấy, tại vì cước áo len, áo bao một bao len nó chỉ được 100 cái áo len thôi. Dày. Còn nó dày nó nặng chứ. Áo này là E5 đúng không? E4. Con này là E4 đúng không ạ? E4 màu xanh này, xanh kiểu là xanh cốm ấy. Xanh cốm này, màu đỏ, màu trắng, 3 màu cho em nhá. Xanh cốm, đỏ, trắng, 3 màu. Các chị lên đơn hàng cho là E4 là form dưới 60 cân đổ về em chốt đơn là em tặng các chị nốt 100.000 một áo. Em tặng các chị giá 100.000 đồng. Mã này các chị lên là E4 cho em. À form này các chị nó có 1x với 2x đấy chị ạ. Không. Mã này tầm ở 63-64 cân đổ về em chốt mã này các chị em nhá. Có size tầm 63-64 cân đổ về nó sẽ có là 1XL với 2XL ấy. 1X với 2X là 40 cân đến tầm 63-64 cân. Chị nào người gọn tầm 65 cân đổ về cho em mặc được các chị yêu nhìn áo này. Để chưa em tặng các chị nốt là 100.000 đồng một áo các chị nhá, chất xéo. Mã này là E4 ạ, E4 chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Chị Thắm Vượng có màu đen rồi nhá. Thắm Vượng với thân nhiệt ok, chốt đơn ạ, Võ Yến ok, chốt đơn hàng các chị này. Mẫu này em sẽ có 3 màu. Nó còn lẻ ra 3 màu thôi các chị này, không đá. Không đá hàng Quảng Châu cho em ạ. Em xả nốt 100.000 một áo các chị nhé. 100.000 đồng. Mã hàng E4. Mã hàng E4 cho em. Trời ơi, 100.000 một cái áo đá đẹp chưa? Hàng trước hàng 200 mấy. Những cái dòng mát các chị nhớ trước là hàng 200 mấy đúng không ạ? Cổ bọc viền cho em các chị này. Cổ bọc viền cho em ạ, toàn bộ hàng chất hàng không quản Quảng Châu các chị này. Chắc bây giờ các chị mua hàng xưởng mà các chị đi ra chợ các chị mua này, hoặc là những cái chỗ nào bán hàng rẻ người ta bán trên 100.000 một cái áo của cái hàng không kiểu hàng rẻ nữa các chị nhá, hàng chất không xưởng mà hàng kiểu gia công ấy. Còn tất cả những cái dòng này là hàng Quảng Châu cho nên các chị toàn mua trên 200.000 là giá tại shop các chị nhá. Đấy, 200, 200 rưỡi, 28. Không, em ơi Hải Yến ơi em sao thế, bây giờ đơn hàng nó đang trên đường đi, đang trên chuyến xe rồi, đang trên chuyến tư, đang vận chuyển đến chỗ em rồi thì đổi làm sao được, cho thêm làm sao được. Nếu mà bây giờ mà hàng cái bọc hàng của em nó vẫn ở cửa hàng của chị thì chị cho em dồn đơn thoải mái, chị vẫn bán được đúng không? Nhưng mà bây giờ gói hàng rồi, đi đơn rồi thì làm sao mà dồn được thêm đơn lần nữa em ơi? Chứ có phải chị không muốn bán cho em nữa đâu. Nhà chị có thể dồn được tất cả các sản phẩm của một đơn hàng cũng chỉ có 30.000 ship thôi, nhưng mà với điều kiện là hàng chưa đi đơn. Đây là em này. Hải Yến, đơn hàng của em vào sổ đi đơn rồi đây này em ơi. Những cái đơn hàng buổi sáng đi đơn thì chị vào sổ hết rồi, đi đơn rồi em nhá. Được chưa ạ? Nếu mà dồn thì em phải dồn luôn trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ dồn xong cái like này làm sao dồn được hả em? Con được lạc lối ok, chốt E4 3 màu với chị này. E4 có 3 màu cho em. Là ok, chị nắng ấm rồi ok này. Nè chạm mã này các chị yêu lên là E4 đẹp quá các chị ơi, 100.000. Các chị nhận hàng chất không sướng giả lại em nhá. Chất không sướng giả lại cho em đây các chị yêu nhìn này. Đá này các chị giặt máy thoải mái cho nó không bị bong. Đấy chạm giặt máy rồi là vò tay thoải mái cho nó không bị bong đá. Đấy em còn sót cọc này nó còn lẻ sai các chị này. Sót cọc này nó còn lẻ sai các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ hàng túi zip cho em nhá, 100.000 một áo. Mã hàng E4 và kèm số điện thoại cho em 100.000 đồng. Em cảm ơn chị Thư Quyến, chị Trần Thị Tài lên số điện thoại giúp em với nhá. Một mã nào nó có màu hồng, cách cái màu hồng vậy. Đây mã iChip này có màu gel này, có màu hồng. iChip này có hàng không mọi người? Đấy, đang cầm đây. Cái màu hồng này. Mã này còn 42 chiếc này. Đấy. 3 4 này. Còn 5 cái màu gel nhá các chị nhá. Đây chị nào chưa chốt được màu gel của mã này các chị lên luôn. Chị nào chưa chốt được màu gel của len nhung mã này các chị lên luôn cho là E5 đi. E5 mà kèm số điện thoại cho em, len nhung nhá. Các chị về các chị kèm đơn hàng luôn nhá. Trần Thị Tài có, Vi Đức có, Thủy Nguyên có ạ. Xem sơ mi đằng sau tí thì em sẽ lên quần công sở với lại áo sơ mi luôn nha chị, hàng cao nha, đợi em một xíu nữa thôi. Để chàng mã này các yêu lên cho lại E5 áo len E4 3 màu chị xinh bùi rồi ok chị yêu. Nói chung là những chị nào mà đã hợp gu áo đá ở nhà em rồi thì các chị chỉ ống nghiện thôi. Rẻ đẹp cho các chị nhá, rẻ. Nhiều khi là các chị rẻ hơn ngoại trường 50% luôn. Nghe em bán 100 nhưng ngoại trường bán trên 200 là chuyện bình thường.
Đấy, tại vì người ta bán shop thì người ta chắc chắn là chi phí người ta sẽ nhiều hơn, cho nên là người ta phải cộng lãi suất cao hơn, thì em đã chắc chắn rồi ạ. Chị Lely rồi, ok, em chỗ đâu lại Hiền Giang đô. Hiền Giang ơi, em nhìn thấy chị nhá. Hiền Giang đấy. Không phải, đây là Hiền Giang D-O-E. D-O-E đúng rồi. Hiền Giang chị lại đổi nick à? À chị lại thay tên à? Ba lô à? Ngày trước nguyên chữ Hiền Giang, bây giờ lại thêm cái gì đằng sau thế? Không, còn Lê Hiền nữa. Thế à, nhiều nick thế. Chị Nguyễn Thị Nguyên à? Đây, 139.000 đồng. Được chưa? Chị vừa nhận hàng của nhà em xong, áo chất đẹp lắm, em cảm ơn tình yêu. Nói chung là em rất là mong khách hàng nhận được khách hàng vừa, khách hàng ưng luôn. Đấy, chứ còn hạn chế là các chị nhận được hàng, các chị không vừa là đổi trả là mất thời gian của hai bên luôn ấy. Cho nên là nhà em sẽ cân đối với cả cái chiều cao cân nặng. Thế nhiều khi là nhà em chốt đơn đến tầm 60 cân, nhưng mà nhiều đến khi mà nhà em gọi điện chốt đơn cho khách ấy, chị ơi chị 60 cân nên chị bảo chị cao 1m50, nên em báo là không vừa, nên chị bảo là thế hôm qua sao cái loan báo trên line là 60 cân vừa, nhưng mà 60 cân nó phải tùy chiều cao đúng không ạ. 60 cân với điều kiện các chị ở cao tầm 1m58 trở lên ấy thì các chị mặc được, chứ bây giờ em cũng muốn bán hàng đúng không, các chị bảo thế em nói kiểu gì mà 60 cân hôm qua em báo vừa đấy, cứ nằng nặc là đòi chốt, nhưng mà nhà em bảo là không vừa không gửi, chứ có phải nhà em bán hàng em lên line em nói như thế để khách mua, nhưng mà mua là bán bằng được đúng không ạ? Len thổ em có, nghiện len thổ thì lên nhà em luôn chị ạ. Ơ nhưng mà đợt này là hạn chế đúng không? Len thổ bây giờ em tặng các chị 200.000 một cái len thổ hàng đẹp nhá, được không? Tí nữa thì còn bao nhiêu cái là em tí em cho lên đường hết, nó chỉ còn tầm 50 cái thôi. Chị ơi, form này các chị từ 45 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Còn nguyên màu rêu các chị nhá. Tuyết Bá có Sơn Anh Mai lên số điện thoại giúp em, mới khách quen cũng để lại số điện thoại cho em nhá. Được chưa ạ? Áo phông màu xanh cốm em mặc còn không? Còn. E4 đấy chị, em vừa lên mã E4 xong chị ơi. Rồi mã này em còn vài chiếc màu rêu, chị nào chốt comment trên là mã gì ạ? Em ấy, E5 đúng không? E5 cho em ạ, 139.000 đồng. Em sell nốt hàng 279, rồi sell các chị nốt là 139.000 đồng. Được chưa ạ? Ẩn comment khổ quá. Áo này mình 42 cân, mét 53 có vừa tình yêu. Được chưa ạ? Vừa nhá. Áo len có màu đỏ vàng bò không em? Có màu đỏ thì có, nhưng vàng bò em không ạ. Chị Thúy Kiều ok chọn E3 nâu đen 49 cân đây thì, các chị này. Len dày dặn đẹp thế này luôn ạ, 139.000 đồng, rẻ hơn cái áo phông. Nếu lúc ở trong vụ các chị nhá, rẻ hơn áo phông. Cái link chuyên gọi chốt đơn cho chị mà rồi ok chị ạ. Trần Thị Tài của em 5 các chị này, 139. Thế chị ạ, rẻ đẹp chất luôn đấy các bác nhá, 139.000 đồng ạ, len nhung chất siêu đẹp luôn các chị này. Không xem thì tiếc, mà xem thì hết cả tiền mua đồ nhà chị Loan rồi, toàn đồ đẹp, em cảm ơn chị. Chị Minh Nhiên em chào chị Nguyễn Thị Minh Tâm ok chắc hơn E5 ạ. Đây các chị lên này, E5 kèm số điện thoại cho em, 139.000 đồng một áo, siêu đẹp siêu rẻ luôn ạ. Đấy, tội gì phải mua hàng kiện đúng không ạ, hàng kiện các chị không mặc được, tại vì là cái chất len của nó rất là dão. Nhưng chất len nhà em các chị này, các chị cho mới giặt thoải mái, cho mới giặt thoải mái cho em nhé các chị nhá. Toàn bộ hàng len cao cấp cho em tặng các chị có 139.000. F445 cân Phùng Thúy Hà rồi ok, em chốt đơn qua mẫu luôn các chị này. Mới à? Hỏi em gì? Hỏi mình có tiền mình mua. Hỏi em gì? Không thể cái người đấy nhau một tháng lương vật lộ đứt đôi này đấy. Và đây chị lấy tháng lương đi, xong rồi em bán rẻ cho. Mà chị tưởng là chị có tiền mà em bán cho chị à chị Hoa? Ui trộm. Trộm đôi này là cho đi mấy tháng rồi. Em đang làm gì có màu đen đâu chị? Bỏ đây nhá, tí nữa mà rơi đâu nó lên này nó là len len lông đúng không ạ? Len lông. Bộ A10 tối qua. A10 tối qua là cái gì đây? Mã này các chị đâu lên chị ạ? À? Em ấy đây chị, E6 đúng không? E6 cho em ạ, có 3 màu nhá các chị nhá. E6 em có màu vàng này, màu rêu này, với lại là màu gì này? Xanh màu xanh gì đây nhỉ? Xanh gì đây các em? Màu xanh dương. Đấy chứ ạ, E6 các chị lên đơn cho em mã này các chị này. Em cũng tặng nốt các chị 139, cái này em còn chục cái, 3 màu các chị nhá, E6 cho em ạ. Các chị đã mua cái, các chị đã mua những cái dòng áo này trong vụ toàn hơn 300 đúng không ạ? Trong vụ toàn hơn 300.000, bây giờ tặng các chị là 139.000 đồng. Đấy, màu này màu xanh dương cho em này. Màu em mặc là màu vàng, hoặc là vàng đậm, vàng nghệ các chị nhá. Có đây là màu xanh, xanh này xanh rêu.
Thanh Diêu cho em con này là của nó là vẩy kim sa. Vẩy kim sa cho em ạ. Nếu mà chị bảo là chị không to mà chị cũng mặc thoải mái thì chị phải lấy sao size XL ạ. Em ra đem chút đơn vù luôn ở đấy, em chút đơn chị ra. E6 đúng không? 139. Gấp hết cho em cái này mà sao? Con này các chị có đến 70 cân, các chị bon cho em được qua đây cho em. Được chưa? Từ khoảng 50 cân đến tầm 65 cân các chị chốt mã này. 50 cân đến 65 cân đúng không? Quất Linh có đơn ạ. Rồi ạ, nắng ban mai của E6 xanh dương này, ba màu cho em nhá. Để chợ hàng vẫn còn nguyên đai nguyên kiện như này cho các chị luôn ấy. Qua là dịch dã này thì sale nhanh nhanh cho nó vuông, chân chụp cho nó gọn đấy ạ. Để chạm 139.000 đồng, bây giờ các chị mua rẻ hơn áo không. Bây giờ các chị mua con len hàng đẹp đây rẻ hơn áo không luôn. Để chạm nắng ban mai có E6 xanh dương, Quất Linh có E5 rồi ok ạ. Áo nâu có nơ xe đằng sau lưng ạ. Mã này còn nhiều mọi người. Còn cọc cho chân em. Ờ ngay đây. Màu rồi đợi em tí em lên các chị quần công sở nhé. Em lên quần công sở với lại áo sơ mi. Rồi vàng và xanh cổ vịt. Xanh cổ vịt đó là cái màu nào? Chị ơi em đọc màu nhé, các chị comment đúng theo cái màu của em nói trên like ấy. Đây là màu xanh rêu các chị này. Màu này màu xanh rêu nhé các chị nhá. Ok, chị lên này nó là len lông. Lên này len lông cho em hàng hơn 300 rồi các chị này. Còn đây nó là màu xanh xanh này là xanh dương. Để chạy em gọi một là màu xanh dương này. Còn đây là màu xanh rêu và màu em mặc là màu vàng. Có 3 màu cho em. 139.000 đồng các chị nhá. À, có áo len cổ trơn không chị? E6 chị Minh Châu có ạ, chị Tuyết báo ok chút màu vàng này. Rồi ạ, E6 cho em nhá, 139. Bây giờ là em chỉ bán duy nhất một buổi trưa ngày hôm nay giá này thôi các chị. Duy nhất buổi hôm nay em bán giá này thôi. Ok chị ạ, tại hôm nay thời tiết đang mát nè. Len thổ chị ơi bình tĩnh ạ, chị Thị Hường Nguyện có ạ, chị Trang chị ok, chị Hòa lên rồi ok, chỗ đòn len này em mặc không rộng nha các chị nhá. Những cái dòng len rẻ các chị mặc những cái dòng len mà nó gắn, nó có đính, nó có nẻ kim sa này các chị mặc rộng lắm. Nhưng mà về các chị cho các chị thử, được chưa? Nếu mà chất này bị rộng các chị trả lại cho em. Như thế là gọi là bảo hành hết cỡ cho các chị luôn. Chứ không ai mà bán hàng cho các chị mặc thử rộng trả lại đúng không ạ? Như nhà em đấy chị này, em tự tin về cái chất nhà em bán ra cho các chị. Được chưa? 139 cho em đấy các chị yêu, nhìn cho em màu này. 139.000 đồng các chị yêu lên đơn cho em nhé. Chất đẹp mà lại rẻ tiền như này. Đấy, áo xanh đá em mặc là mã hàng E4 chị ơi, Giang Ngọc Yên nhá. À, xanh rêu E6 chị Duyên Hoàng với số điện thoại ở chị Minh Châu rồi ok em chốt đơn ạ. E6 và kèm số điện thoại cho em đây các bác này. 139.000. Ok chị ạ, 139.000 đồng. Bảo Long Nghi có ạ. Bộ lụa 150.000 hai bộ á. Đấy không phải là bộ lụa mà chất đuối chị ơi, bộ đuối. Hoàng Bảo Hân rồi ok. Để các chị lấy áo thì các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Muốn bò chị mặc là bò chun nha em yêu. Đây. Lên mũ hết sạch thấy xanh chị ơi. Len mũ em còn đúng một cái, thì các chị biết không ạ? Một mã len mũ em về gần 500 áo là bây giờ nó còn đúng một cái mà đấy còn chưa vào trong vụ nhá. Thì khách hàng em mua đợt trước các chị biết rồi đúng không ạ? Đợt trước là 200 vụ là 279, bây giờ em tặng các chị áo len nhung mũ có 150, 160 thì tất nhiên là các chị mua nhanh như vũ bão luôn. Đấy nó phải hết đúng không ạ? Bán hàng nó phải hết chứ bán hàng cứ tồn lại thì gọi gì là bán hàng đúng không? Rồi lên lên cọc màu hồng đi rồi ok chị yêu. Chị Na Lê rồi ok. Cái gì mấy màu của em Phạm Thảo? Đây má này có hồng này. Quan tâm đến lịch sinh nở của khách. Tiếp nhân viên nhà em nó quan tâm khách quá cơ ấy. Nó còn biết là ngày nào là ngày đi khách đi đẻ ấy. Đại trưởng. Thế mà khách vẫn bảo là nhân viên phải đồng hồ. Đi đẻ này biết là ngày này chị đi đẻ, đến ngày này tháng này chị đi đẻ. Chăm sóc khách hàng hơi kỹ. Phải ly cao rồi ok. À, áo hồng này á chị, len thổ á. Len thổ nhà em không phải là cái màu lề loẹt đâu, nó là kiểu là dạng muối tiêu chẳng hạn này, hoặc là nó chỉ có hai màu nó xen kẽ nhau thôi. Rồi mã này là các chị comment là E7 cho em. E7 nhá các chị yêu. Lần này bao nhiêu vào? E7 em tặng luôn các chị là 130.000. Được chưa ạ? 130.000 đồng một áo. Mẫu này thì em có nhiều màu. Nhiều cái form này em nói các chị này, 40 cân đến tầm khoảng 58 cân thôi.
Được chưa? 40 đến 58 cân, các chị chốt mã này cho em. Mã này là E7 nhé các chị nhá. Mã này mà chị nào người nhỏ, các chị mà có con là các chị mua cho con ấy. Được chưa? 130.000 áo. Len của nó cũng là len nhung các chị nhá. Nhưng mà form của nó hơi nhỏ. Được chưa? 40 cân đến đập khoảng 57 58 cân đổ với em cho đơn. Mỗi em đang mặc là màu hồng các chị này. Màu hồng cho em mặc màu đỏ đô các chị này. Màu xanh rêu này. Đỏ tươi này. Rồi, 4 màu cho em ạ. 4 màu cho em nhé các chị nhá. Em sản lốt các chị là 130. Mã này các chị comment là E7 đúng không? E7 và kèm số điện thoại cho em. 130 thôi chị ơi, là sản lốt 130.000. Chị chưa tin mà nổ cái tai mình là sao giả rẻ đấy đúng không? 130.000 đồng các chị này. Chỉ lương á. Để chị ạ, len nhung cho em. Len nhung cho em đó các chị này, nó mềm lắm luôn ý. Em tặng các chị nút là 130.000 đồng một áo các chị nhá. Mã này các chị lên cho là mã gì ạ? E7, các chị chọn màu cho em ạ. 40 cân đến tầm 57, 58 cân đủ về. 40 đến 57, 58 cân các chị nhanh tay được ạ. Áo em mặc là E7 các chị này. Để chạy E7 cho em màu rêu. E7 màu rêu cho em. Để chạy E7 màu đỏ này các chị này, đỏ đỏ tươi nhá. Còn đây là đỏ đô cho em ạ. Đỏ tươi, đỏ đô 4 màu. Đỏ tươi, đỏ đô, xanh rêu và màu hồng cho em ạ. 130.000 một áo. Để chạy 130.000. Bò chun em mặc là 290 chị Thu Hiền Vũ ơi. Ôi chị Thu Hiền Vũ này lâu lắm nhìn thấy nhỉ. Giờ này chị mất tích ở đâu đấy chị? Vũ Thu Hiền này hình như là chị này ở Thái Bình phải không? Thái Bình hay Nam Định đúng không? Dạo này chị mất tích ở đâu đấy chị? Chị các chị phải cập nhật tình hình liên tục nhé các chị nhá. Cập nhật tình hình liên tục cho em với. Ý nhá. Rồi E7. Các chị ơi em tặng các chị 130. Hôm qua mình mua rồi, chất đẹp, em cảm ơn chị ạ. Thủy Nguyễn có ạ, chị Thư Quyến có, hoa mùa xuân rồi, ok em chốt đơn đây. Em có còn bằng này chiếc các chị này, chú là có màu hồng các chị nhá. Chị nào chưa chốt được màu hồng các chị lên nhanh tay cho em. Đấy, hồng này và đỏ tươi. Màu xanh còn ít ạ. Đỏ đô còn 3-4 chiếc. Mấy chị ạ, đỏ đô em còn 3-4 chiếc. Các chị lấy có mấy là E7, các chị chọn màu và chọn nói chung là 40 cân đến 58 cân. Bây giờ các chị mua chất nó đẹp lắm như thế này ạ. Toàn bộ hàng xịn cho các chị luôn. Giá này em để định vào trong vụ em mới bán ấy. Nhưng mà thực sự luôn là dịch giã này là không biết lúc nào còn gọi là nó ổn định. Thế là thôi em xả nhanh. Bây giờ tình hình là vẫn bán được nhúc nhắc thì em cứ bán cho nó nhanh thôi ạ. Đây các bác các em còn bằng này chiếc này. Mã này các chị lên cho là E7 và kèm theo màu số điện thoại cho em ạ. 40 cân đến tầm 58 cân đổ về em chốt đơn. Rồi chị ở Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, thế mình đọc không đúng rồi, Ninh Bình đúng rồi. Tại lâu lắm mà chị không cập nhật cho em về tình hình trạng thái của chị ở đâu. Cho nên là em hơi bị quên một tí. Đấy. Rồi vẫn nhớ là khách hay mua hàng là tốt rồi. Tại vì đầu óc em dạo này nó hay đơ lắm. Hay đơ lắm, phải uống thuốc giảm đau liên tục. Chị Vui Nguyễn ok này, chị Huyền Thị có ạ. Huyền Thi này, ok, Hoa Dương có, Phùng Nguyễn ok, em chốt đơn. Đây, mã này cho em. Chị ơi cái cọc gì màu nguyên màu hồng hồng ở trong kia đây. Chị đưa cho em cái mã nào có một màu thì xả nốt đi. Đây mẫu này là kẻ cho em. Kẻ đen này. Kẻ xanh còn 2 chiếc, kẻ hồng còn 2 chiếc, còn đâu còn kẻ đen các chị nhá. Mã này là E8 đúng không? E8. E8 cho em một con len pha lê. Để chị ạ, một con len pha lê cho em các chị này. Rồi E8 mạnh dạn xe mẫu này cho chị nhá. Hôm trước em thề luôn, em xỉ cho khách xỉ như em là 155.000. Em để cho giá khách buôn như em ấy. Thì các chị khách buôn thông cảm nhá. Tại vì dịch giã này thì em không nói trước được ấy. Thì hôm nay em xả tặng cho khách lẻ nhà em 135.000 một áo. Ok không ạ, 135.000. Các chị nhìn cho em những cái dòng len pha lê này. Ở trong vụ em không dám nhập tại vì giá nó cao quá. Bây giờ em tặng luôn cho khách em là 135.000 đồng. Được chưa ạ? Giá mùa dịch các chị nhá, 135.000. Các chị yêu lên cho là mã này là mã bao nhiêu chị nhỉ? E8 ạ. E8 mà kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này, kẻ cho em rất là trẻ trung, ai cũng mặc được mã kẻ này cho em ạ. Ai cũng mặc được đúng không ạ? Bây giờ là xanh em còn 3 chiếc kẻ xanh thôi là hết này. Đấy, kẻ xanh em còn như thế nào thì các chị cũng cố gắng cho em ạ. Chị nào cũng không chốt được các chị cũng thông cảm. Các chị nhìn cho em con áo len này, nó đẹp như thế này luôn. Các chị nhớ, các chị nhận hàng nhé, các chị cho em xin một cái tin nhắn
về cái chất lượng sản phẩm đúng không ạ? Chất lượng sản phẩm cho em. Đây các chị này, 135.000 một con áo này, các chị có thấy xứng đáng không ạ? Quá đẹp luôn các chị ơi. Màu xanh em còn đúng 3 chiếc, màu kẻ xanh cho em như này. Và kẻ hồng em còn 2 chiếc các chị nhá. Còn đây là kẻ đen em mặc thôi ạ, 135.000 đồng. Mã này các chị yêu lên cho là E8, chọn màu cho em ạ. Cho các chị dưới 65 cân đổ với em chốt đơn. Áo len nó dễ mặc các chị ạ. E8 cho em màu hồng này các chị này. Các chị nhìn cho em một con len pha lê giá buôn đã trên 200.000 rồi các chị ạ. Giá buôn trên 200 trong vụ các chị nhá. Và bây giờ em tặng các chị là 135.000 đồng. Nói chung là chị nào được thì hoan hỉ cho em. Giá này em xả là xả tặng giữa cái mùa dịch như này. Để cho em đi cho nó nhanh nữa các chị yêu ạ. Em đi đơn cho nó nhanh. Đỡ đau đầu các chị ơi. Để cho ôm đống, ôm một kho hàng về như thế này mà dịch dã này là không bán lẻ được nữa. Đấy. Cho nên là tất cả những cái vùng mà đang bị phong tỏa không bán được hàng nữa. Bây giờ là em xả. Nếu chị nào mà đang trong cái vùng mà an toàn thì các chị xăm những cái mã này cho em. Để chị ạ, chị Dương Tình có ạ, chị Hòa Lê thì ok ạ. Để chị ạ, à, chị Hoa Bắc Việt có ok E7 nè các chị này. Mã này các chị comment là E8 cho em. Quần áo em cảm ơn chị ạ, chị Hạnh Ly là ok. E8 55 cân có vừa mà tình yêu. Trời ơi 65 cân mặc được. Tại vì chất áo đen nó co giãn. Chất áo len nó co giãn thoải mái. Chị Hồng Đen Xanh, chị Thu Hiền Vũ cho em số điện thoại. Để chị em mình tương tác với nhau, lâu lắm chị em mình không gặp nhau rồi. Để chị ạ lấy luôn nhá. E8 cho em 3 màu luôn này, cất luôn nhá. Ưu tiên. Để chị ạ, được Thu Hiền Vũ lần trước cái Huyền hay chốt cho chị đúng không? Đấy, em còn nhớ tên nhân viên nó hay chốt đơn cho chị cơ. Thế là yêu quý chị như thế nào thì chị biết rồi đấy ạ. Để chị ạ, chị nhận được áo này rồi đẹp lắm mà 200.000 đúng không? Bây giờ em xả ra chị tốt là 135.000. Đấy chị ạ, các chị biết là dịch giã này em lỗ như thế nào rồi chị ạ. Thu Hiền Vũ ơi cho em lại số điện thoại của chị với. Cho em xin lại số điện thoại nhá. Đấy chị ạ, 135.000 một áo. E8 và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhanh tay cho em với. Đấy chị ạ, các chị nhanh tay cho em mẫu này các chị này. Rồi, chị ơi cái mẫu này còn hàng không? Đây nhá. Tổng cả nhà còn một hai cái đúng không? Đây. Các bà nào đã mua trong vụ hôm trước ấy, hôm đầu tiên em về ấy, với lại trong vụ như em bán con này 300.000 đồng. Ngày hôm nay các bác bơi vào đây cho em con E9 nhá các chị này. E8 thì phải qua mẫu nhá. E7 130. Đây con này là E9. Chất len này các chị này. Đấy chưa ạ? E9 cho em. Ngày hôm nay gọi là hết mình với các bác luôn, giá nào cũng bán. Được chưa ạ? Giá nào cũng bán. 6 7 cân mặc được chị ơi. Nhưng mà các chị mặc nó hơi kích đấy. E5 là gì đấy mọi người? E5 là cái áo len màu xanh, nguyên một màu xanh ấy. Đây. Các chị ơi, chất len này dòng len đắt nhất trong các loại nha các chị nhá. Con này len lông. Được chưa ạ? Trong vụ của nó là 320.000-350.000. Trong vụ của nó là 320.000-350.000 một áo. Bán len sớm thế chị ơi. Dịch dã này tổng cục xả cho nó nhanh chị ạ. Giờ này thiết tha gì nữa? Được chưa ạ? Giờ này em không thiết để bán hàng. Chẳng qua là ôm về sớm quá. Với lại dịch dã này là nó đều chậm hết. Với lại là thực sự luôn là Nhiều chị khách, nhà em khách quen đi, mà dịch này các chị đang bị cách ly phong tỏa thì không đi làm được đúng không ạ? Không đi làm được thì không có tiền. Đấy cho nên là cái độ mua nó sẽ giảm hẳn so với năm ngoái năm kia. Đấy các chị nhá, cho nên là em xả nốt. Em xả nốt thôi. Các chị ơi lên E9 cho em ạ. Quần bò em mặc là 290, hàng 350 sale có 290.000 thôi tình yêu ơi. Mã này là các chị lên cho là mã gì nhỉ? E9 em. Áo này là E9 cho em. Len lông nhá các chị yêu. Đây form này các chị đến 68 cân đổ về cho em. Được chưa ạ? Áo phông em mặc có bán, áo phông em mặc là E4 chị. Rồi các chị đổi mã thoải mái trên line. Để chị ạ, nhưng mà khi mà chốt đơn mà gọi điện chốt đơn đi đơn rồi thì không đổi được nhá các chị nhá. Ok chưa ạ? Đây mẫu này em có màu hồng, kẻ hồng cho em này. E8 44 cân mặc được chị ơi. Nói chung là len nó co giãn mà chị. Các chị nhìn áo này. Áo này có cả kẻ xanh mà chị, đúng không? Đây kẻ xanh đây. Kẻ xanh này, kẻ hồng với kẻ đen 3 màu cho em. Kẻ xanh, kẻ hồng và kẻ đen. Em thề luôn các chị nhá. Em nói sai mất lộc luôn đấy. Hôm vừa rồi em sale là 169.000 đồng mà các chị tranh nhau chốt đấy các chị yêu. Và chuyến này em về chuyến sau ấy. Được chưa ạ? Mỗi này là mẫu len 6 mà hôm trước em bán. Bây giờ em tặng các chị 140.000.
Được chưa? 140.000 đồng một áo. Mã này các chị comment là em ấy. E9 cho em đi ạ. E9 và kèm theo màu số điện thoại cho em. Em còn đen này, hồng với xanh. Đen hồng xanh cho em 140.000 đồng một áo. Các chị có thấy dã man không? Hàng 300 mấy ra trong vụ. Bây giờ em xả 139.000 đồng là giá này em vượt được giá lô sale các chị nhá. Vượt được hàng sale. Được chưa ạ? Ba màu cho em ạ. Kẻ hồng này, kẻ đen và kẻ xanh. Len lông nhá, hàng đẹp nhất trong các loại luôn nhá. Mà bây giờ em tặng các chị có 140. Áo phông xanh chị mặc là 100.000 phần mỗi không? Phông xanh chị mặc là E4. Còn con này các chị lên mã E9 cho em ạ. Kẻ xanh này, kẻ hồng và kẻ đen. Ba màu kẻ đúng không? Ba màu kẻ. Rồi ba màu kẻ như này cho em các chị yêu. Giá 140.000. Nhận hàng không đẹp giả là em được chưa? Các chị nhá, len lông thì em mặc các chị không dặn không ngứa. Không bị dặn không bị ngứa. Đấy chứ ạ, dương tình có ạ, nắng mai, nắng ban mai rồi ok ạ. Nâu ngắn đằng sau có bán chị Thái Kim ơi. Chị cho em xin một mã quần công sở với. Quần công sở đây này. Em mã mới về đúng không? Mới về cho em lên mấy áo công sở luôn. Đổi cho em xem mã nào cũng được em ơi, em cứ đổi comment trên livestream đi. Rồi em thích mã nào thì em lấy. Đấy chứ ạ, cứ mã nào hợp lý rồi là chất đẹp thì em lấy, thấy chưa? Như thế là ok nhất nhá. Mùa dịch là gọi là sung xanh nhất có thể luôn nhá. Đấy chứ ạ, hỗ trợ và sung xanh nhất có thể luôn. Đã nhận hàng các chị còn được bóc hàng kiểm tra. Như thế là em đã gọi là mát tính dễ tính nhất là em đang bán cho các chị giá hiện tại bây giờ đấy ạ. Đấy, 140.000 đồng một áo. Các chị lên mã hàng cho là E9. Đen hồng rồi ok chị Hà Hồ này, chị Hoa Lưu ok này, chị Hà An ok này, Trần Bộ rồi ok chốt đơn. Xanh hôm nay lấy này. Chị hôm nay chị có lấy màu xanh, cái này là hôm qua chị đặt 3 màu. Xong là nó về được một màu, hôm nay nó về bù hai màu. Đó là mã của màu xanh đấy à? Đúng rồi. Thế còn nó? Xanh thì con đấy còn muốn hai màu. Nhưng mà cái dây lưng nó lại khác đúng không? Đúng rồi, dây lưng khác, cái này nhỏ hơn. Dây lưng xanh của nó. Dây lưng xanh của nó là hình vu xì đấy, chân eo đấy. Chuẩn mới nhặt cho mình. Ok, kẻ xanh này, Yến Trần có đen này, Nhâm Nguyễn có hồng này, Nguyễn Xanh có đen, ok chị luôn ạ. E9 một kèm số điện thoại. Thế thì chị bảo này, chị em cho chị một cái mã len lông của đen ở trong kia đây. Len lông với len nhung, len lông hay len nhung cái gì cũng được. Đấy, cái chỗ nào có nguyên màu đen em cũng mang ở đây chị cơ. Nói chung màu đen của áo len các chị dễ mặc mà, đen với trắng là dễ mặc nhất. Đấy, đấy, khách cứ gạ lên len thổ cái này. Thế thì mọi người mạnh dạn cho tớ xin một mã len thổ đây. Len thổ tại vì em nhập bị đắt quá. Em nhập nói chung là không phải là đắt so với lại cái giá. So với giá bây giờ thôi, còn giá trong vụ thì vẫn là rẻ. Đấy chứ ạ. Rồi ok. Tí nữa lúc nào chốt đơn, nhân viên chốt đơn các chị cứ gọi là em mua cho chị lấy E9, chị hủy E8 cũng được. Thoải mái luôn đấy các chị nhá. Mã này là E9 đúng không? E9 và kèm số điện thoại cho em ạ. 140.000. Đến lúc sale rồi các chị đừng bom hàng của em nhá. Được chưa? Tại vì dịch giã này các chị biết là shipper đi ship hàng vất vả, bọn em cũng vất vả lắm. Đây ạ. Các chị vui các chị chốt đơn đừng vui quá bom hàng của em nhá. Đấy, đến nơi có nhiều chị đến nơi gọi thế nào thì gọi cũng không nghe máy. Mà lúc chốt đơn gọi phát nghe luôn, xong đến nơi gọi là từ ngày nọ sang ngày kia không nghe máy. Mà đặt rất nhiều đơn hàng, nguyên cái chị Lan gì đặt như em hai đơn của shop khác rất là nhiều đơn luôn, đến nơi gọi điện tiếp thì không nghe máy. Đặt 20 đơn hàng, nguyên nhà em đã mấy đơn, còn tất cả các shop khác rất là nhiều. Xong đến nơi có nghĩa là bỏ ra từng đơn một, xong là lượng cứ dơ lên đang nhìn, xong là giả lại, nhơ lên nhìn giả lại, không có một shop nào người ta nhận hàng. Đấy. Lúc nào phải bom phát. Rồi ôi chị ơi, chị Hiền Giang nhé, chị ở Tuyên Quang. Em chị có tin một phút mất em xuống nhà chị em chơi không? Không, chị không bom đâu, nhưng mà chị tá bảo là khách tận số thứ tá thôi. Em đã nói chị ông sao khách hàng thân thiết nhé. Cái gì? Đấy. Cái gì mà có hàng bom đấy. Huyền ơi, đừng bao giờ chốt đơn cho thằng Thỏa ở làng chị đấy, đặt cho vui thôi. Shipper không nhận giao cho người này luôn. Bom nhiều lắm các shop. Ừ, nói đến nó các ship đều biết người giao hàng là em trai chị, con nhà chú. Chị chắc cậu ý biết chuyển tuyến này nên mới nhận đơn. Đấy, các chị biết không ạ? Có nghĩa là khách biết người này thì người ta còn nhắn tin cho bọn em mà đừng chốt cho những người đấy. Chị này chuyên bom. Chị đấy chuyên bom. Đặt hàng không bao giờ lấy. Shipper người ta biết. Dã man. Chị thỏa hàng đúng không?
đang bom với em một đơn hàng đây này. Thế con người đấy thì không hiểu người ta ý thức người ta để lên đâu nữa. Đấy, đặt sĩ mồm chị ạ. Ghét nhất những kiểu người thế. Nói chung là những cái người mà đã bom hàng người ta rồi, phải là người bán hàng thì người ta mới hiểu được cái cảm giác như thế. Ồ, kiểu thế nào nó hay chứ thì chị đậm chị nhỉ. Đấy là khách hàng nhắn tin cho nhà em là cái đứa đây hay bom hàng, em đừng chốt rồi đấy. Chị ở gần nhà nó chị biết. Chị ở gần nhà nó chị biết. Đặt hàng không bao giờ lấy đâu, em đừng chốt cho nó làm gì. Đấy, ý chị là như thế đúng không? Đấy là khách mua hàng quen thì em, khách dặn nhà em như thế luôn. Hôm nào xuống chị chơi nhé. Ok. Hôm nào hết dịch thì bọn em, tất cả của em, nhân viên nhà em đi chơi, rẽ vào nhà chị nhá. Cho em xin bữa cơm là được. Chị Thái Kim, nhà chị nhiều gà, cho em xin mỗi đứa con gà. Không, em không xin đâu, nhà em nhiều. Em nhiều nhưng thôi, cho vào không đấy. Em nhiều gà nhưng mà em nếu mà cho vẫn đấy mà chị mà. Chị Thái Kim rồi, ok. Ok nhá, mã này là mã gì ạ? Em 10, con này lên pha lê. Lên pha lê cho em ạ, các chị này. Em 10 và kèm số điện thoại cho em. Pha lê, lên pha lê, nói chung là những cái dòng lên pha lê này, len nhung này và len lông là ba cái dòng mà đẹp nhất. Nhưng nói chung là so với cái dòng len thổ thì nó vẫn là cái dòng bình dân thôi, mà len thổ là dòng cao cấp nhất cho em. Len thổ nó cũng 5-7 loại chứ không phải một loại đâu các chị ạ. Một mã này cơ mà em. Một mã này có bao nhiêu cái? Nếu có nguyên màu đen thì xả nốt đi. Cho chị xin bom một lần. Vì mỗi lần săn hàng giảm chị đặt nhiều chẳng được mã nào. Đây đúng không? Mã này có chị nào mua hàng này nhà em chưa? Cái pha lê này. Con này M10 đúng không? M10. Cái chữ này đơn giản mà đẹp lắm, mặc lên nó xinh. Lên pha lê cho em ạ, không bay không xù đâu các chị ơi. Mà chất len của nó ong ánh, cái sợi len nó ong ánh như pha lê ấy. Chỗ này là gọi là len pha lê. Mã này các chị ơi, lên cho đại E10 kèm số điện thoại cho em. Có nguyên màu đen nè mọi người. Con này có nguyên đen phải không? Thôi còn nguyên đen xả nốt 135.000 đi chị ơi. Còn nguyên màu đen xả nốt 135.000. Mã này các chị yêu lên cho là E10 ạ. Lên quần công sở cho em một xíu nữa. Em lên nốt một mã này thôi, xong em lên luôn quần công sở cho các chị luôn nhá. Mã này các chị yêu lên cho là E10 và kèm số điện thoại cho em. Đấy, bây giờ là đi chân đất em bán hàng đây. Đấy chứ ạ, E10 cho em ạ, 135.000 đồng. Hàng 280. Các chị nhìn thấy sợi len đúng không ạ? Nói chung màu đen trên line các chị nhìn nó không được rõ lắm. Nhưng các chị lên hàng, các chị bóc hàng kiểm tra cho em nhá. Chất không như trên line quảng cáo các chị trả lại em được chưa? Đấy chứ ạ, giá này là giá gọi là em tha thiết mời luôn. Tại vì nó rẻ, nó đẹp lắm luôn ý. Và trong vụ em đố các chị được mua con áo lên thì giá 135.000 nha em. 200.000 không có luôn ạ. Ok chứ ạ, em vừa cho em màu đen nha. Em còn sót một màu em thanh lý giá này thôi, 135.000 đồng. Em mời vào kèm số điện thoại. Đấy chứ ạ. Rồi ok chị Loan Vũ ạ, chị Liên Đông rồi ok ạ. À, đâu lên thủ đâu? Con này bán chị nào này? Gì? Con lên sót em này. Có hai con lên em kìa. Bán tiếc mà con hàng hơn 400. Hôm trước nó về có cổ vàng bán hết sạch con đấy. Đấy chứ ạ, cổ nó cao vừa không cao quá các chị nhá. Mã này là E10 cho em 135.000. 135.000 ạ. Đang nào nói chung là chị nào khách quen nhà em các chị cứ vào nhặt cái mã này cho em này các chị này. Đấy chứ ạ, khách nhà em mua trung thành thì em các chị cứ vào săn những con áo len cho em. Đấy chứ ạ, xấu em không bán cho các chị đâu, các chị yên tâm luôn. Nếu mà xấu, chất xấu em đã giả lại cho xưởng rồi thì em không bán. Để cho em bán em còn giữ khách cho các chị yên tâm luôn nhá. Liên Nông có này, Bích Vân rồi ok chốt đơn này. Sumi có đơn ạ. Văn Anh Nguyễn có này. E10 cho em 135.000 đồng một áo, vẻ hơn hàng áo phông luôn, vẻ hơn hàng hè. Được chưa ạ? Hiền Mai có này, Mỹ Loan có này. Đặng Kim lên số điện thoại cho em E10 nhá. Các chị nhớ comment số điện thoại giúp em với. Loan Hà có này, chị Eva có đơn ạ. À, lên thêm len thổ à, cho em xin một mã len thổ kia với. Em vừa cho em 135.000. Rồi len thổ cái gì? Mộc Eva là mấy sao? Mộc Eva làm sao? Đồng Điền Kiên Giang. Kiên Giang có dịch không?
Dịch dã càng ngày ca nó càng tăng này, sợ quá các bác ạ. Mát 4.000 ca. Các chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Có sức khỏe nói chung là không làm sao mua được hàng đúng không ạ? Đấy, em cũng mong các chị là không phải ở trong vùng nguy hiểm, không phải ở trong vùng cảnh giới, cảnh không phải ra chợ chợ nữa, các chị cứ ở nhà em ship tận nhà luôn, không phải lo dịch, được chưa? Chị Hà An có ạ. Trong Ngọc Trang có, Đặng Kim rồi, ok, cuốn em mặc 290, chị Hậu Phạm Hậu ơi, chất của nó là bò giấy Hoàng Quảng Châu, đẹp nhá chị nhá. Đây. Đây đây đây, chị ơi xem cái mẫu này còn mấy cái. Đây len tổ đây của nhà em đây ạ. À. Nó là dòng len cao cấp mà hàng trong vụ của nó là hàng 400 mấy đúng không? Nhưng mà nó còn mỗi mẫu nó chỉ còn vài chiếc thôi. Con này em xem nó các chị yêu là 200.000 cho chị nào nhanh tay. Con này đó. Đây đây con màu nâu này này. 200.000 đồng các chị nhìn cho em áo này. Không, con này mà. Cái con mà có khuy khuy đằng trước như này mà. Còn một cái á. Không phải còn một con đâu. Con đấy đang giống con màu đỏ cánh em. Này, à Huyền ơi, tao đánh bị trận bây giờ đây này, còn mấy con này. Đây này. Có cái con màu đỏ gạch nữa là hết, cái 317 18. Đây, nó có màu gì ạ? Màu nâu này, màu xanh than và màu bê. Ba màu nhá, cái mẫu em còn ba màu. Mấy chiếc thôi, còn mấy chiếc đúng không? Chị ai cũng bảo may bảo còn một cái. Để ở đấy hết thấy. Không, một cặp một của đây bên này 65 mẫu này, bên kia 65 mẫu. Màu này đúng không? Nó là đen. Cứ vui mồm, không phải con này. Không phải. Vui mồm đánh nhau trận bây giờ. Cái này 200.000 nhá các chị nhá. 200.000 đồng các chị nhìn cho em áo này. Có chị nào đã mua áo này nhà em chưa? Đấy chị ạ, có chị nào đã mua áo này nhà em chưa? Áo len cam với sàn đi chị. Quỳnh Tiên cho em, sao chị tinh mắt thế? Đợi em tí, em lên luôn. Con này lên trên là E11 đúng không? Đúng. Bây giờ cái này nhá, mỗi bộ em còn 2 chiếc thôi. 2 chiếc, mỗi bộ còn đúng 2 chiếc, em xem nó 200.000 cho các chị luôn này. Em xem nó 200.000 đồng, mã này các chị yêu lên cho là E11 và kèm số điện thoại. Được chưa? Trong khu có shop bán 500.000 cái áo này luôn. Đợt trước em đã bán là giá, bình thường là em đã bán là 380. Bình thường là con áo này 380.000. Có shop có chỗ bán 500.000, cao điểm 500.000. Bây giờ em tặng luôn các chị 200, mỗi màu còn 2 chiếc. Để chạm mỗi màu em còn đúng 2 chiếc thôi, các chị lên đơn mã này cho em. Chất gọi là siêu đẹp, cái form dáng nó trẻ trung. Để chạm form dáng trẻ trung luôn các chị này. Mã hàng cho em là E11. Đúng rồi, năm ngoái mua rẻ nhất là 400.000. Hàng này trong vụ em bán 380 chị yêu, trong vụ giá nhập rất cao luôn chị nhá. Bây giờ em lên các màu các chị xem. Màu em nó mặc là màu nâu các chị nhá. Màu em gọi là màu nâu này. Màu be đâu chị. Đây là màu xanh than. Đây là màu than, nói chung là màu nào cũng đẹp các chị ơi. Mỗi màu còn đúng 2 chiếc. Mỗi màu em còn 2 chiếc. Mã này là E11 cho em. Chị Thủy Nguyễn đừng comment là len thổ. Comment đúng là mã hàng E19 cho em. Đây các chị nhìn trên màu than này. Cái chất len nó mịn lắm các chị ạ. Nó đẹp mê ly và cái sợi len của nó kết đẹp. Cái sợi len nó kết đẹp mỹ mãn luôn như này các chị này. E11 cho em ạ, em tặng nước các chị 200.000. Ok không ạ? Quá ok luôn ý. E11 cho em, 3 màu nhá, hết này. Trời ơi, có đúng 6 cái, 7 cái. Có đúng 6, 7 cái các chị chốt. Nhìn tầng tầng cái này em lấy đâu ra 200.000 đồng các chị này. Basic, còn 2 cái các chị nhá. Rồi qua mẫu luôn. Cái này em không đọc tên nhá các chị nhá. Tại vì hết hàng rồi ạ. Con này là E12. E12 cho em ạ. Đây các chị này. Để chị ạ, E12 các chị yêu mình lên đơn, một lời một than các chị nhá. Còn mấy chiếc một than đây. E12. Em thấy có cái gì nó sai sai vậy? Tại đấy. Việc tay mà. Bây giờ em còn bao nhiêu cái len thổ em bốc ở đây chị? Sai sai. E11 em hết hàng. Con này lên là E12 cho em. Tại vì áo len thổ nhà em các chị thích mua tại vì lý do là nó không lề lẹt đâu. Thế chứ nó không lề lẹt. Cái màu của nó rất là trầm trầm, nó rất là đẹp luôn, nó sang ấy, phải gọi là cái màu nó sang. Đây các chị này, cái dạng này là kiểu muối tiêu cho em. Mã này là E12, em tặng luôn 200.000, em còn đúng 4 cái. Thế chứ em còn đúng 4 cái của màu than đấy. Theo luôn 200.000 đồng.
Được chưa ạ? Em thề luôn, trong vụ em nhập vào 350, em bán 380, em được lại các chị 30 nghìn một cái. Bây giờ em xả có 200 nghìn đồng, các chị biết là nó như thế nào rồi không ạ? Nhưng mà thôi bán nhiều rồi, bây giờ còn mỗi mẫu cho chị còn vài chiếc thôi các chị nhá. Chị nào được thì mình hoan hỉ, và chị nào không được chốt những cái mã lên thổ này các chị thông cảm. Được chưa ạ? Em hết hàng rồi ạ. Còn đúng 4 chiếc thôi, các chị 200 nghìn con E12 các chị này. Em cảm ơn chị Hoàng Bảo Hân, chị Hoa Sương Rồng này, chị Nết Xuân này. Còn 4 cái đúng không? Rồi, còn 4 cái E12 cho em. Cái màu này bên ngoài nó đẹp lắm, trên line nhiều khi là cái màu của nó hơi bị gì. Trên line nhiều khi cái màu của nó hơi bị gì, các chị nhìn cho em ạ, nó đẹp lắm. Nhất là cái mẫu này các chị mặc công vụ, các chị mặc với lại là quần legging ấy. Đấy chứ ạ, với lại là hoặc là quần... Nói chung là quần dáng ôm ôm cho em, các chị đi bốt đẹp lắm. Đi bốt đẹp, đấy chứ ạ. Big Bun rồi ok luôn, em qua mẫu nhá. E12 em còn 4 chiếc thôi, em qua mẫu luôn này. Còn đâu mà lên, nhà mình còn gì đâu. Đây, nhà em còn gì đâu. Đây các chị này, các chị nhìn len cho em cái cuôn len của nó đẹp ấy. Đấy chứ ạ. Màu này, các chị ơi nhìn nó phối màu rất là đẹp luôn nhá. Hà Hồ có E12 ạ. Em lên tiếp con E13, chị Hà Hồ lấy con E13 này đẹp lắm này các chị. Màu này em còn nâu này, nâu với màu gì? Nâu với be. Nâu với be à? Chị nhìn lại nhá. Đây em gọi là màu nâu đấy ạ, E13 cho em. Form các chị cứ thoải mái, các chị đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Được chưa ạ? Form thoải mái, các chị cần mình đến 65 cân đổ về em sell luôn con này 200 nghìn. Chưa mà vừa là sell đúng không ạ? Rồi E13 cho em. B này, nâu này. Đen. B nâu đen 3 màu. Đây mặc là màu nâu nhá, đây là màu đen cho em. Để chạm màu đen này. Màu B nữa, đưa cho em màu B nữa. B còn mấy cái, mỗi màu nó chỉ còn 2 chiếc thôi. Mỗi màu còn 2 chiếc. Mỗi màu còn 2 chiếc, B còn 2 này, nâu còn 2 và đen còn 2 đấy chị nhá. Theo nốt 200 nghìn này. Theo nốt 200 nghìn đồng các chị này. Đấy các chị nhìn tông màu cho em này. Nếu nó không phải là cái len thổ như em mà len sặc sỡ như ngoại trường người ta bán cái hàng hơn trăm đâu các chị ạ. À. Mẫu này các chị có lên là E13 cho em màu B này. Em mặc là màu nâu, còn đây là màu đen. Được chưa ạ? Đen cho em này các chị yêu. Được chưa ạ? Một à quên 200 nghìn em sell nốt ạ. À. E13 cho em. E13 chị Hà Hồ có màu nâu này. Ba màu nhá các chị nhá, màu nặng xinh. Được chưa ạ? Cái màu kia như kiểu con công hoặc mèo. Chỉ cái kiểu của nâu này. Khi nào lấy me các chị lên màu B cho em nhá. Ôi giờ áo này giờ mặc ấm lắm, Trang ơi xuống chị tặng cho cái. Mặc bán hàng em nhá. Giờ này mặc là sốc nhiệt đấy. Giờ này mặc mà em vào bếp em nấu ăn là sốc nhiệt luôn đấy. Đấy, em giảm cân là hợp lý ấy. Nếu mà em mặc áo này em vào bếp là em giảm cân ngay, không cần tập tiết gì đâu. Chị Nhung mà ok chút màu be này. Be đen với lại nâu có 3 màu chị nhá. Be đen nâu 3 màu. Được chưa ạ? À, chị Phương ơi lên số điện thoại cho em với. Rồi qua mẫu các chị này. Mỗi mẫu chỉ còn có 2 chiếc thôi, cho nên là em sẽ chỉ mặc một màu thôi các chị nhá. Các chị chọn màu cho em sau. Ok chưa ạ? 200 nghìn đồng. Phát phép cho chị áo này có luôn. Hai. Chị khách của em mà chuyển khoản một phát 4 triệu. Vứt em áo nào? E11. Ôi giời, em ơi, E11 khách hàng chốt lẻ đấy. Để chốt lẻ cho khách không phải. Bây giờ chốt lẻ cho khách, bây giờ đòi ôm hết như thế, bao nhiêu chị đặt hàng trên line không có. Chị nào đấy? Chị manh động thế. Quá manh động. Rồi, Thạnh Ly rồi ok. Chị ơi cái con ở trong góc tường kia chị lấy cho em cái cọc đấy là gì? Cái con chân chị đi, màu đi xem chị có lấy không. Đây. Con này khách đặt một cái lại mua tiếp cái nữa. Khách đặt một cái mua tiếp cái nữa luôn. Mã này em có hai cái màu đỏ gạch này, hai cái màu nâu này, hai cái màu xanh xanh, một cái màu be. Mã này lên cho là E14. Em bị cái gì bay ở mắt ấy. Đông áo này. Bay ở mắt khó chịu. Cái gì mà cứ hình hích hình hích vậy. Như con hấp. Không, không, bảo chốt cho mình chị khách cái em đánh em chết. Con này lên chưa này? Đây bảo chị có thích con này không? Con này hơi đuôi tôm này. Con này hơi đuôi tôm một tí nữa chị nhá. Con này lên cho em 14 ạ.
E14 và kèm số điện thoại cho em. Cái gì đấy? Đây con này em còn hai chiếc màu đỏ gạch. Hai chiếc màu đỏ gạch cho em các chị yêu. Được chưa? Lên cho này E14 ạ. E14 cho em giá 200.000. Hai cái đỏ gạch và một cái màu be. Nâu với xanh than. Ok chưa? E14 ạ, đúng không? Mở mắt không nhìn được. Lông của cái áo len nó bảo vệ nhìn chăm nó cái gì lớp phát ở mắt em đây, nó dính ở trên mi mắt này. Đây nó phát mi ra không người đây nó quay đây như thế này nó lại chạy mất rồi vừa ngay đấy rồi trắng trắng từ từ mờ không nhìn cái gì luôn trắng trắng từ từ ở đấy mà. Đỏ gạch ok chị này. Đỏ gạch này. Màu nâu này. Có cả xanh than nhé chị nhá. Mỗi này có cả xanh than luôn. Còn ba cái màu xanh than này. B có một cái thôi. Đây màu xanh than cho em. Màu này là màu than đậm bên ngoài các chị nhá. Bên ngoài của nó là màu than đậm nhá. Ok chị ạ. E14 các bác lên đơn cho em ạ. Siêu con này 200.000 các chị này. Em siêu luôn con này 200.000 đồng. E14 mà kèm số điện thoại cho em. Ông Lực bà Hợp có, chị Nguyễn Hương có này, mỉm cười TQ rồi ok. Hai con đỏ gạch luôn nhá các chị nhá. Là hết hàng ạ. B em còn một cái, chị nào lấy màu B các chị lên đơn. Chị nào lấy con màu B các chị lên đơn hàng cho em ạ. Chất nó đanh, chất mà nó cầm nó dày, nó nặng tay luôn mà toàn bộ hàng của nó trên dưới 400.000. Bây giờ em xả có 200.000 các chị săn cho em những con mã này các chị này. Để chạy nhận hàng các chị nhớ cho em xin một cái phản hồi các chị nhá. Đây này các chị yêu nhìn cho em áo này. Cái này của nó là hơi chủ mông một chút. Nếu là chị nào mặc quần legging hoặc mặc quần tất ý, các chị mặc cái này là hợp lý. Nhưng Hoàng có nâu ạ, Trần Thu Hoàng có đỏ gạch luôn ạ. Chị nào lấy màu xanh than các chị lên đơn nhá. Be thì còn một chiếc thôi. Ok chưa các chị? Được chưa? E14 các chị này. E14 và kèm số điện thoại cho em. Đây chị nào thích tổ đỏ thì các chị lên mã này cho em. Chị nào thích tổ đỏ các chị lên mã này cho em này. Mẫu này là E15. E15 ạ. Đây. Sổ này trong vụ là hàng 380 đây các bác. Nó có sách mắt có trứng nhá. Trong vụ em bán rẻ nhất là đợt đầu tiên là về là 380, sau là cuối vụ là sale 330. Bây giờ cũng xả luôn các chị nhà mình 200.000. Mã này là E15. E15. Kèm số điện thoại ạ. Cái chạm đỏ này. E15 thêm màu đỏ này. Hãy nhắn là nhớ chốt chị em một nâu nhé. Thấy chưa? Bây giờ khách còn đòi đặt hết cái mẫu đấy xong chuyển khoản luôn một thể ấy. Nhưng mà em đang bảo là những chị mà buổi trưa ngày hôm nay các chị đặt trên live rồi bây giờ không chốt cho chị thì các chị là lại bảo là em bán hàng cô view. Đấy bây giờ xả rẻ chị muốn mua lại không chốt cho chị. Thế như thế rất là khó luôn ấy. Mà khách trong người khách xỉ người ta là muốn chốt là chốt tất bằng đấy xong người ta chuyển khoản một thể luôn. Như thế là em sẽ là tránh những cái trường hợp mà bom hàng đúng không ạ? Tại vì người ta chuyển khoản hết 100% luôn là em sẽ xả, em đã xả rẻ rồi em không phải lo bị bom nữa. Nhưng mà là được cái nợ mất cái kia đúng không ạ? Lại muốn là muốn bán cho khách lẻ mỗi chị một cái ấy. Chị Hằng Đỗ ơi, con này em xả nốt 200 chị này, 200.000. Cái này em còn mấy cái màu đỏ. Màu đỏ nhé các chị nhá. Màu đỏ cho em này. Màu be này chị này. Màu be chị nào chốt lên cho em là mã gì ạ? E15 nhé các chị nhá. E15 trên màu be. Và E15 trên màu than, ba màu cho em ạ. Màu xanh than các chị nào, chị nào lấy màu than các chị lên đơn nhá. Ok chị ạ, chị nào lấy màu than các chị lên đơn cho em ạ. Sale 200.000. Ôi các chị này. Rẻ gọi là dã man luôn, 200.000 một áo. Đấy. Thấy chưa em ơi, khách người ta đang nói này, nếu mà không chốt thì người ta giận đây này. Thấy chưa? Cái nào đâu? Ừ, không dám chốt. Cứ để đi chốt cuối ngày đi, cái bộ ấy 2 năm. Rồi, E15.
Phùng Nguyệt ok ạ. Chị Bùi Lệ ok em chốt đơn. Em 15 mà kèm số điện thoại ạ. Một em màu xanh da. Cho nên là em lười bán những cái mẫu mà nó có số lượng ít. Tại vì là khách chốt được, khách không chốt được. Xong khách quay sang là nhiều chị không chốt được là quay sang nói. Quay sang là dỗi, giận ấy, mệt lắm. 15 cũng 200.000 em sell. Chị Loan Hà này, quý cô tuổi dần ok em chốt đơn màu xanh than cũng đẹp nhá. Nói chung là cái màu này đẹp đấy chị này. Xanh than này, màu đỏ này. Đấy và màu be là ba cái màu mà em nhập hàng. Em chọn cái màu là các chị dễ mặc nhất luôn. Đây thổi thêm một xanh than này. Xanh than cho em, cũng này các chị trên 50 cân nhá. 50 cân đến tầm khoảng là 65-66 cân. Là các chị chốt mã này cho em ạ. Em 15 màu than. Thì cái giá này là giá trợ dịch mà chị. Giá hỗ trợ mùa dịch, còn trong vụ thì các chị mua thì có thể là một gấp đôi luôn các chị ạ. Tại vì trong vụ một em nhập vào nó đắt đi. Chị hàng đỗ rồi ok, chốt đơn ạ. Chị nào lấy màu, các chị lấy màu nào các chị lên đơn cho em nhá. Màu than này, màu đỏ, màu be, ba màu cho em ạ. Em 17 ạ, quên em 15 đúng không? Em 15, chị Hằng ơi comment lại mã cho em với. Thủy Quyên có ạ, chị mỉm cười TQ rồi ok, chốt đơn ạ. Màu be cho chị Hằng đỗ này. Đây màu xanh than đây chị này. Đấy xanh than comment luôn màu xanh than cho em nhá. Em 15 mà kèm số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, em 15 mà kèm số điện thoại cho em ạ. 200.000. Qua mẫu này. Bây giờ lên nha. Mã này thì nó là kiểu màu muối tiêu. Còn Phi Ba Thu Sang để lại số điện thoại cho em với chị. Phi Ba lên lại số điện thoại cho em với thì em lên mẫu nhé. Đây ạ, à, lên muối tiêu cho em cái gì này. Các chị nhìn cho em cái màu này đẹp chưa? Đấy, cái màu xịn dã man luôn các chị yêu ơi. Mã này là mã gì nhỉ? E16 đúng không? E16. E16 ạ. Ôi cái bảng màu của nó bây giờ em không biết gọi là cái màu gì luôn ý. Không biết gọi là màu gì luôn. Đây E16 này. Con này là các bác mặc với legging xong là các chị đi bốt này đẹp lắm. Hoặc là mặc quần tất ý. Nó hơi trùm mông đằng sau các chị yêu. Hơi trùm mông đằng sau một tí cho em ạ. E16 các chị lên đơn hàng cho em nhé. Lên màu cam với san nó là răng ngắn ngắn mà chị. Cam với san là răng ngắn. Thì Nguyễn ok này. Phạm Dương ok chốt E4. Mẫu này các chị có mày là E16. E16 em xả 200.000. Màu này là gọi là màu gì nhỉ? Cái họa tiết của nó sẽ là kiểu muối tiêu kiểu chấm chấm vàng vàng nghe cho em này. Thì em gọi là màu chấm vàng nhá. Chấm vàng này. Còn đây là chấm màu xanh cho em ạ. Đây là chấm xanh. Rồi chấm đen. Có đen nữa. Đen này, chấm vàng với chấm xanh. Ba màu cho em nhá. Có màu chấm than nữa chị ạ. Kìa. Bên dưới cùng nhiều màu. Ok chưa? E16 cho em. Đẹp nhỉ? Áo len vải cúc á. Đây là chấm này gọi là chấm xanh nhỉ các chị yêu. Đấy chị ạ, chấm xanh cho em. Các chị nhìn cái len của nó kiểu cách nhìn chung nó lạ lạ ấy các chị này. Đấy chị ạ, chuyển nó lạ lạ cho em. Ok chị ạ, xéo nó 200.000. Mã này các chị lên cho là E16 và kèm theo số điện thoại. Em mặc là chấm vàng nhá. Còn đây là chấm xanh cho em này. Hơi gọi là phớt phớt xanh xanh nó điểm vào thôi ấy. Còn đây là màu đen cho em. Đen kiểu không phải đen tuyền mà là đen kiểu muối tiêu ấy. Đen kiểu muối tiêu cho em các chị này. Các chị nhìn màu cho em rất là đẹp luôn này. Em xả 200.000 các chị nhé. Nó còn màu, mỗi màu còn đúng 2 chiếc thôi các chị ạ. Màu lạ mà chị. Màu trông nó hay lạ lạ ấy. Bầu bí bao trên được em mời nhiều bầu bí nhỏ cho em nhé. Bầu bí nhỏ cho chị thôi. Tầm khoảng là 6 tháng, 5-6 tháng. Bầu bí 5-6 tháng bon trên được. Tùy. Rồi chấm vàng em hết này. Chấm vàng còn mấy cái chị? Chấm vàng còn mấy cái? Đây, đây là màu đen cho em. Đen muối tiêu các chị nhá. Kiểu kiểu đấy, đen muối tiêu cho em. Đấy. Đen muối tiêu. Chị nào chúc comment ạ. À, chị ơi 47 cân mà khơi rộng. Nói chung là các chị cũng cần trên 50 cân chị Lương Liên nhá. 47 cân mà khơi rộng rộng một tí đấy.
47 cân à? 47 cân thì mình mặc nó kiểu là rộng rộng ấy, xuông xuông mà chị. Cái giống này giống xuông xuông các chị mặc nó sẽ đẹp. Đấy, cái kiểu len thổ này không ai mặc ôm sát đâu chị ạ. Nó phải mặc rộng rộng mới đẹp. Ok chưa? Trời ơi, đẹp lắm, chị Lương Liên chắc vừa đấy chị ạ, 47 cân mặc được. Đấy chị ạ, mã này là mã E16 ạ, E16 cho em. Đen của nó là đen đen pha muối tiêu các chị nhá. Đen pha muối tiêu cho em. Đấy chị ạ, E16 một đèn số điện thoại cho em này. Kiểu lạ các chị ơi, độc lạ. 200 nghìn. Đây, qua mẫu luôn đi. Mẫu này còn ít để vào. Để dành cũng được, tại vì là thôi em lên quần công sở luôn nha. Quần công sở về thêm mã này à? Rồi, một thay về thêm màu đen, màu nâu. Em lên luôn với lại áo sơ mi nhá. Mai Thắm ok này, chị Vũ Thị Duyên ok, em chốt đơn. Rồi em lên tiếp một cái mã này cho các chị yêu. Đàn bò. Quần kia bao nhiêu ấy chị nhỉ? Quy 9 đúng không? Thôi lên cùng quy 10 đi. Quy 10 nhá, chắc ăn. Không, nó vẫn là cái mã quy 9 nhưng mà nó không lấy quy 9, nó chỉ về màu xanh thôi. Đây là quy 9 đen. Thôi, quần này lên quần quy 10 đi, lên mã mới. Quy 10 đi. Các chị này. Cho xin đôi quốc. Quy 10 quần này cho em. Đây đối quốc huyền của em. Thế tối nó sẽ chốt chấm vàng kia, mấy đô chấm vàng mà bán được. Đây quần đây, lên quần em mặc đi đây chị. Quần này là quần quy 10 cho em ạ. Em có hai màu là đen với nâu. Quần công sở nhá, form này em có S, M, L, X. Cho các chị từ 40 cân đến 2L. Chị mặc size L này, thế thì đến tầm 158 cân. Tầm 58 cân. Đây mà size L này nó có tính từ size M đi lên nhá. M, L, 1XL, 2XL. Từ 40 cân đến tầm khoảng 58 cân. Em chốt đơn mã này cho em, cho các chị nhá. Dưới 60 cân mặc được. Em mặc size L 54 cân này. Đen với lại đâu ạ? 130.000 đồng một quần. Chất sướng. Đấy các chị muốn mua, các chị mua rồi lại muốn mua thêm những cái quần này cho em ạ. Được, mét 55, 53 cân mặc được chị ơi. Tí nữa thì nhân viên em sẽ tư vấn sau chị nhá. Đâu đưa cho em màu đen rồi. Quần công sở này, dáng Peggy cho em. Ok chị ạ, các chị lên đơn hàng cho là quần quy 10 cho em màu nâu và quần quy 10 cho em màu đen. Các chị lên cả hai màu thì lấy hai màu đồ đẹp mà mã này mới về các chị nhá. Có dây lưng kèm theo các chị nhỉ? Tao đặt cho mày chị ạ, quần này có dây lưng kèm theo. Em ngồi ở đấy em cố ra đây em nhìn không? Em vừa lấy một quần chị đấy. Em ra em nhìn thử cái. Không biết ngồi một chỗ nhưng mà lại phát biểu như đúng rồi. Từ S đến XL các chị nhắc cái mẫu này nó không có, không đánh từ size M này, tôi sẽ S đi lên. Các chị đến 58 cân thôi, 57 cân rồi ấy. Em á, em eo 74 chị ạ. Em to mà, 74 đấy. 74, 75 gì đấy. Đấy, từ eo 64 phát lên eo 74 các chị biết như nào rồi. Giờ trước em eo có 64, 65 thôi, bây giờ lên phát lên eo 74 luôn. Lên lên cân nó chỉ vào bụng thôi các chị ạ. Thấy đâu? Cái đấy, cái này có dây lưng này, kèm theo dây lưng này. À đây, sờ thấy đây. Sờ thấy chưa? Tay tay mất cảm giác rồi à? Rồi, quy 10, 130.000 một quần. Chị Hồng Nga rồi ok, chị Hồng Duyên ok, em chốt đơn. Còn các chị này, quy 10 cho em màu nâu, quy 10 cho em màu đen, các chị gộp đơn nhá. Áo này ở chỗ nào đấy? Kẻ này hay con hay hết à?
rồi, khuy 10 đủ sao các chị, từ 40 cân đến tầm 57 cân. Quần đỉnh ai mặc size bao nhiêu, em mặc size L. Chị ơi, em thích mặc rộng, em mặc size M cũng được nhưng mà nó hơi ôm, em chỉ mặc, em thích mặc size L để Becky, em thích mặc nó rộng rộng một tí. Đây các bác ơi, áo này là mã bao nhiêu đấy nhỉ? Em 17. Áo này là sơ mi, hôm nay là em 18. Sơ mi là áo em 18, còn quần là, quần là quần khuy 10 nhá chị nhá. Quần là quần khuy 10 cho em. Đây, nói chung là không cần phải sơ vin, các chị để buông này cũng đẹp, không cần nhất thiết phải sơ vin các chị ạ. Tại vì form này nó làm, nó cái để kiểu nó thoải mái, thi thương này cho em các chị nhá. Các chị mặc để đi trưởng được, mà các chị sơ vin cũng đẹp. Áo là mã gì ạ? Em 18. Quần là quần khuy 10 các chị nhá. Áo em có size các chị 40 cân đến 60 cân, còn quần có size 57 58 cân ạ. Đây các chị này, bên form rất đẹp luôn. Áo em có màu nâu với màu đen, quần nó là sơ mi lụa các chị nhá, sơ mi lụa kẻ cho em, mà có 3 size SML. Áo là E18 ạ. Đấy chứ, áo là kẻ đen với kẻ nâu. E18 các chị lên đơn hàng cho em 150.000 một áo. Áo là 150 ạ, còn quần là 130.000 nha các chị yêu. Luân còn hàng trẻ con, em quần trẻ con em còn ít lắm chị ơi. Nó còn lẻ mỗi thứ một chiếc ấy. Đấy, nó còn lẻ mỗi thứ một cái thôi chị ạ. Áo là E18 cho em ạ, quần là quần Q3 các chị nhá. Quần Q3 và kèm số điện thoại cho em. Ôi, Q3 này cái này em chạy số lượng các chị có 130.000 một quần. Và chị mua lẻ bên ngoại trường kiểu mình còn tầm 190-200 hơn 200.000. Rất là tôm dáng luôn các chị này. Tôm dáng đẹp mà không bị gãy ống các chị nhá. Quần này mà không bị cái ống, của quần của nó chất của nó lụa lụa kiểu gần như kiểu lụa ấy, nó mềm lắm các chị ơi. Em không biết tả nó chất gì nhưng mà chất xuống thực sự luôn ạ. Rồi chị nào lấy cái may luôn cho em 18 các chị này. Em 18 là sơ mi nhé các chị nhá, sơ mi mặc là mẫu E18. Còn quần là quần Q10. Quần là quần Q10 cho em ạ. Chị Nông Huyền có, Huyền Thi rồi ok này. Chị Sisu rồi ok, chị Nhất Xuân rồi ok, em chúc đơn. Em thử mặc con màu đen nhé các chị nhá, thử mặc kẻ đen các chị xem này, phối màu phối đồ rất là dễ, và hai cái màu là hai màu đẹp nhất luôn ý. Đấy, lụa nó mềm các chị yêu. Em 18 ok chị bé này. Chị Hoa Sữa cho một cái màu nâu bạn nhé, màu nâu mã quần hay áo chị. Áo em cũng màu nâu, quần cũng là màu nâu rồi chị này. Chị Lê Ngân rồi ok ạ, Thương Lê có đơn hàng. Q10 chị Cương Kim chốt Q10 này. Em thử con kẻ nâu, à kẻ đen các chị xem luôn. Hai màu xinh lắm. Quần này mặc xuống nó cũng bị gợi ống luôn. Cứ đi may lên form nó không đẹp, trông nó già. Quần nói chung là đợt này em sẽ về quần công sở và em về mẫu mới liên tục. Về liên tọng mẫu mới các chị sướng luôn. Mà lại rẻ nhá. Nếu các chị chốt thì em các chị đã mua giá gần như sát với giá xỉ luôn ấy. Đây các chị này, màu kẻ đen cho em. Đấy, quần thì em có hai màu nâu đen, hôm trước về màu xanh thì đang hết. Màu xanh thì còn xuống mấy chiếc màu xanh thôi. Chị nào lấy màu kẻ đen thì các chị lên đơn cho em ạ. Em 18 kẻ đen nhá. Rồi chị Nguyễn Thùy có quy 10 đen nâu. Chị Phùng Nguyệt có, chị Thu Sang ok em chốt đơn. Q10 và kèm số điện thoại là quần nhá, quần là mã Q10. Còn áo là mã E18 ạ. Đẹp nhở. Cả set này các chị lấy luôn cả set thì chẳng phải phối đồ ở đâu đúng không? Phối luôn cả một cái set để cho em rất là đẹp luôn. Có cả quần màu đen các chị nhá. Em mặc màu đâu các chị nhìn trên line nó sẽ dễ hơn. Đấy, áo là 150, còn quần là 130. Quần 130.000, còn áo là 150.000 đồng. Chị ạ, giá này là giá mùa dịch. Để chị ạ, giá mùa dịch cho em. Sướng nhỏ, đẹp, chất đẹp, form đẹp. Các bác nhá. Này xinh nhỉ. Xinh nhỉ. Mã này là có 3 size đúng không? 3 size em rồi. Nông Viền ok, chị Phương Loan ok. Con áo này em lên mã E19 cho các chị này. Áo tay lỡ. Để chặn áo này dòng tay lỡ cho em có tất cả 5 màu các chị nhá. SML em có 3 size các chị luôn.
màu này đẹp quá này các chị ơi, màu hồng cho em. Mã này áo là E11 các chị nhá. Áo là E11. Em có 3 size SML các chị, cứ từ 40 cân đến 60 cân các chị lên đơn. Để chạm 40 cân đến 60 cân các chị chốt đơn mã này cho em. Tay lỡ cho em ạ, cổ là cổ sen các chị nhá. Cổ là cổ sen này, áo là áo tay lỡ. Mã này các chị yêu lên cho là E11 cho em ạ, 160.000 một áo. Còn tay lỡ là 160. Để chạm tay lỡ là 160.000. E11 cho em ạ. Lê Xuân có ạ, chị Triệu Nga có ạ, chị Phùng Nguyệt có đơn rồi nhá. Bố em mặc là màu hồng này, xanh vàng, me trắng, hồng. Ok chị ạ, xanh vàng, be trắng hồng. Các chị yêu lên mã này là E11 cho em 160.000. Các chị nhá, 3 size SML. Chất sướng lắm các chị này, mềm lắm. E17 nhỉ? E11. À, E19. Áo này là E19. Chị Đào, Đào Quỳnh, ok chút E18 cải đen. Chị Hiểu lấy comment mã này là E19. Các chị lên đơn, cổ là cổ sen. Các chị mặc đi làm thoải mái cho em các chị nhá. Đấy, màu xanh cho em này, xanh của nó là xanh ngọc này. Màu vàng cho em các chị yêu. Màu vàng này, SML 3 size, có đây là màu B này. Màu trắng và màu hồng. Hồng có là hồng kiểu hồng vỏ đỗ các chị nhá. Hồng vỏ đỗ chứ không phải hồng phấn đâu ạ. Các chị lên mã hàng cho em là E19 ạ. 160.000 một áo. E19 160. Diêu tép rồi, ok. Em á, em năm nay 31 tuổi. Em 31 tuổi. Nhìn trông già nhỉ. Thì Dung ok cho là Q10 với E18. Hoa sữa có lên là E18 nâu, kèm số điện thoại cho em. Chị Cương Tim rồi ok. Chị Thư Quyến rồi ok, chúc đơn. Đây các chị này, quần công sở lên đẹp quá luôn ý. Mà có 130.000 các chị đi may một phút. Đây là giá mà nếu mà các chị may liền để lên một con quần này phải rơi khoảng tầm là gần 400.000 hoặc 300.000 một áo. À một quần. Đã, áo là E19, còn quần là quần Q3. Cái mã kia là mã gì các chị hả? Đấy là mấy mã quần lẻ hay sao? Quần lẻ á? Không, cái mã về bù thêm của Quy Nặng. Màu đen à? Ờ. Chị rơi cho em xin cái quần đấy nè. Ờ. Đây. Em bên của con Quy Nặng màu đen đấy các chị xem luôn. Hình như là hàng này chuẩn bị về thêm mà. Ôi, quần này về thêm màu nâu đủ size nhá. Đây. Con này tranh nhau chốt đây này. Cái này là hàng đang về bù đấy. Con này là quần bao nhiêu, quy bao nhiêu đây? Quy 5 đúng không? Rồi lên quần quy 5 đây. Cái quy chân ok, quý cô tuổi dần ok, em chốt đơn. Đây nha, em lên quần quy 5 cho các chị xem đi ạ. Mã này em có cả màu nâu, màu đen. Hiện tại là em đang sẵn ở cửa hàng màu nâu. À quên, màu đen, còn màu nâu thì em đang về bù hàng tiếp ạ. Em bảo rồi, những cái mã nào đắt hàng vẫn đang bán chạy số lượng thì em vẫn đang về thêm. Còn những cái mã nào các chị chỉ thấy em bán một lần không có về hàng là cái mẫu đấy là lên form nó không được đẹp, em không về hàng nữa nhá. Mẫu nào chậm thì em sẽ không về hàng nữa. Màu đen hay màu ấy của quần kiểu hàng công sở như là kiểu dòng thời trang ấy, nó không phải lên form nó dài mà trông nó đứng quần quá. Đây. Áo xanh đằng sau bèo dạt mây trôi lắm, không mặc được đâu. Áo đấy khách nào đến cửa hàng thử ưng thì em bán thôi. Đấy, áo đấy là em không ưng thì em không bán. Em không thích, em không mặc cái like đâu. Cái mã nào mà em thật sự là thích thì em mới bán thôi ạ. Tại vì lên form các chị mặc nó trông nó không được đẹp ấy. Quy 5 chốt từ đơn 60 cân, ok. Quần này có những size gì chị Hoa ơi? S đến XL đúng không? Đến 58 cân thôi chị ơi, 60 cân em sợ không vừa đâu chị ạ. Mẫu này đến tầm khoảng 57-58 cân đổ về em chốt đơn. Ok chị ạ, quần này các chị lên là quần Quy 5 cho em. Em có hai màu là đen với nâu các chị nhá. Hai màu đen nâu. Quần này quần Quy 5 cho em ạ, 140.000 một quần. 140. Ok chị ạ, màu đen với lại màu nâu hai màu.
màu nâu thì hiện tại em đang lẻ size, có size dưới S à? Con này form này đẹp này, trông nó lạ lạ ấy, trông nó lạ mắt. Ok chị ạ, quần các chị lên là quần Q5. Hải Nguyễn ok chút em 19 màu vỏ đỗ này, chị yêu lấy em 19 các chị lên đâu nhá. Màu vàng này có mấy không? Xanh này có xinh này. Kiểu xanh của nó là xanh ngọc các chị ạ. Kiểu màu xanh ngọc cho em. Nói chung là màu quần đen thì phối với cái màu áo nào cũng hợp. Các chị nhá, đen phối màu áo nào cũng hợp luôn. Chị Phạm Anh có, chị Vân Phạm có ok em chút đơn hàng các chị này. Đấy, áo là E19. Quần là quần Q5. Cái gì đấy chị? Bộ lẻ á? Bộ đấy hôm trước mình có bán không? Có. Hôm qua ai? Rồi mỉm cười TQ có, chị Thắm Tiến ok em chốt đơn. Quần em vẫn đang về bù hàng đấy. Cái chị không lên form nó đẹp lắm mà trông nó lại lạ ấy. Cái phần này là phần xếp ly cho em. Đấy chị ạ, cái cạp phải xếp ly cho em như này các chị này. Đấy chị ạ, cạp cũng là cạp xếp ly. Dáng công sở các chị nhá, quần này là dáng bách ly cho em ấy. Chị Tuyết Bá rồi ok, chị Thu Hồng Thu rồi ok chốt đơn quần Q5 các chị này. Áo là E19 ạ. Dáng này mặc nó thoải mái. Con này mặc nó thoải mái. Bụng mà chị nào bụng to mặc có che khuyết điểm rất là tốt luôn. Đây cái quần này là quần thiết kế và có xếp ly ở cái quần này cho em. Cái trạng xếp ly nhỏ nhỏ ấy. Nên chị nào có bụng to nhất là bụng dưới các chị to các chị này. Hay bị chảy bụng ấy thì em không miễn ship chị ơi. À thế là chị Nguyễn Hòa, nói chung là nhận hàng đẹp thì sẽ mua tiếp nhé chị nhé. Áo len pha cam cái đằng sau cái còn mỗi một cái sao chị? Còn mỗi một cái đằng sau xem lúc 200 với chị. Chị cho chị xem màu nâu. Màu nâu bây giờ em chỉ dơ mẫu tại vì tối rồi em mới về bù được hàng các chị ơi. Nâu hiện tại sẵn thì em chỉ có size S thôi. Đây màu nâu của nó là chị này. Màu nâu đây. Cái này các chị không cần phải dùng dây lưng luôn, nó sẵn nó có như kiểu là có đai nó sẵn là nó thay thế dây lưng luôn rồi. Đây màu nâu ấy chị này. Đây quần của nó đây. Chất này nó vải nó mềm lắm. Đường kim mỗi chị nó sắc nét luôn ạ. À. Cái túi của nó may cũng kỹ các chị này. Thì cái túi của nó may kỹ cho các chị nhá, chứ không phải túi kiểu may gia công mà cái túi mà các chị cho nói chung là chưa kịp bỏ cái gì vào nó rách đâu các chị này. Các chị nhìn cho em may rất là kỹ luôn. Và cái giá quần này thì em chạy số lượng các chị thôi. Đấy chạy có nghĩa là bán được nhiều thì nó bù vào cái đầu số lượng đơn hàng thôi ạ. Đây, màu size S em không mặc vừa, em chỉ dơ cái màu nâu của nó lên thôi nhá. Còn form như quần đen ăn mặc đây. Quyết tâm đi. Đánh bụng mà. Đây các chị này. Trời ơi, nhưng mà em không biết là sợ cũng không xuống được ấy. Xuống không? Xuống thì sợ xuống lại lên. Xuống lại lên thì là cái chắc rồi. 4 giờ chiều em mình kêu gói thì xuống. Nhưng mà muốn giảm cân thì phải hạn chế được cái mồm. Nó phải hạn chế được cái mồm cơ, chứ còn xuống cân xong là đến lúc cứ thèm cái gì ăn cái đấy thì sắp xuống được rồi. Chả là một cách này giảm cân đơn giản lên nhé. Kiếp nói mỗi câu chưa xuống cân được thôi mà hai người nhâu 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 à. Ui còn ruột quá. Không phải. Bây giờ muốn giảm cân mày thay đổi toàn bộ nhân viên này đi. Hai tuần không ít xít chị ơi, hai tuần vẫn là xin xin đấy. Mày để đội ngũ nhân viên này thì không bao giờ xuống cân. Làm men đi ăn này. Chỉ dình để bốc phốt nhau lên thôi. Làm men đi ăn này. Ờ, len màu xanh dương là cái gì? Giá của người 62 cân là em lại cái đợt quần này nó lại không làm form của trên 60 cân đấy chị. Thế em chỉ chốt an toàn tầm khoảng 58 cân thôi chị ơi. Chốt an toàn tầm khoảng 58 cân đổ về thôi. Hôm nào thì đặt xưởng, nếu không thì chị lấy cái quần Q1 ấy. Q1 thì có size 65 cân mà chị. Đấy Q1 thì có size 65 cân. Q1 thì có alo cái hàng quần đắt này này, cái hàng
quần Quảng Châu thì có size đến tầm khoảng là 63 cân này chị này. Cái quần này 200.000 nhưng mà có size các chị đến 63 cân đấy. Không thì chị chuyển sang lấy cái hàng Quảng Châu rồi này. Nó đắt hơn một tí nhưng mà nó cái form của nó to hơn. Đây tình yêu này. Mã này thì có size các chị đến tầm khoảng 63 cân đấy. Các chị phải trên 50 cân mới chốt được size S nhá. S phải trên 50 cân và size L các chị tầm khoảng 63, 64 cân đổ về. Đây tình yêu này, quần này là 200. Quần này là mã bao nhiêu chị nhỉ? Quần này là quy bao nhiêu nhỉ các em ơi? Quy 8. Đây quần không sổ đây chị này, không phải chị lấy quần này đi. Hàng này hàng Quảng Châu. Thôi chị cứ lên là Q 11 đi. Quần này 200 chị ơi. Chị xem một em cái quần này nó có hai màu nâu với đen nhưng mà còn số lượng ít. Bán là Q 11 cho em ạ, Q 11 cho em 200.000. Quần này các chị này. 200.000 một quần. Em thử đi. Có ít đâu, có một cặp rồi đó. Cặp kia khác. Anh bán trổ nhỉ? Trang trí. Đây này. Đuôi 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 ra. Đây quần này phải trên 50 cân mới chốt được. SML 3 size. 50 cân đến tầm 63, 64 cân các chị chốt mã này cho em. Quần này là 200.000 các chị này. Dáng công sở, dáng Becky các chị nhá. Quần này Becky cho em ạ. Khóa này là khóa lần sau. Một mã em ạ. Mấy mã? Một chị mã. Đây là một mã. Trên kia là một. Trên kia là một. Ờ, chị biết rồi. Em để chưa ra mã. Chị sờ nó biết là 3 size SML. Đây này. Kiểu dạng rộng rãi thoải mái các chị nhá. Xuông xuông này cho em ý. Cái dạng Q 11 cho em ạ, 200.000. Chị mỉm cười tê quy lấy cái áo len đằng sau này đúng không? Chị rút xuống đi tên em với 200 xeo nốt. Còn có mỗi một cái. Đây ạ, còn mỗi một cái. Chị Quỳnh Hoa không bán nhá. Bom hàng nhiều không bán đâu. Ngay ở Quỳnh Quang có bom hàng rất nhiều luôn. Đó hàng cũng lồng lắm. Vui vui em xuống tận nhà chị. Nhà chị cách em có 10 cây số thôi. Đúng không? Nhà chị ở ngay hình như ở Lăng Quán này sao hay là ở đâu? Đúng không? Hình như là cây số 11 hay cây số 7 đấy. Cùng tỉnh với nhau mà bom hàng với nhau. Rồi Q1 nhé các chị em có đen đến đâu. Dáng này là dáng suông đấy các chị này. Rộng rãi thoải mái lắm. Chị nào lấy áo này nhỉ? Chị mỉm cười tê quy. Rồi ghi tên đi, tại vì chị lúc nãy chị có đơn dồn đấy. Áo bao tiền chị? Áo 200 em còn chiếc sale 200.000. Chị Hiền Giang rồi ok này. Chị Cương Kim có này. Con quần này hàng Quảng Châu chị nhá. Quần chất vải nó rất là suôn mềm, hơi giãn nhẹ. Chị hơi giãn nhẹ cho em mặc cũng thoải mái. Mặc trên ở ngoài đẹp hơn sau trên lai nhìn nữa không có gì lù lù người như thế nhỉ. Đằng sau nó quá giọt lệ đằng sau các chị nhá. Ok. Đây chị nào bảo áo len đây, áo len đằng sau đây. Mã này em có. Đây các chị này, áo len đằng sau lúc nãy các chị hỏi em có cam hay hồng. Mới 5 cái á. 3, 5, 15. Áo chiếc đủ size á, đủ size rồi liệu có còn không? Nó vừa mạnh mạnh, nó trên màu đó. Ôi đấy, bây giờ còn bao nhiêu lọ sữa tắm bỏ đấy, tặng khách kèm đơn luôn đi, 50.000 một lọ. Sao? À 60.000, 60.000. Mày đang sông nách thế nào? Tối đâu tao chỉ khoác lên em còn đúng một cái em đang để dành em ôm. Đợi em tí. Có ai cho tớ xin một cái quần sóc mặc cho nó thoải mái đi. Tắm láng mịn như da trẻ. Còn xe S thôi. Ừ. Cái thằng gập gấu không to mà. Không, chị cũng vừa. Chị mặc size M rồi ôm mày. Chị như thế nào đấy Linh?
như chị như ngày xưa à? Có đâu nhá. 4 giờ chiều đó ngậu lên mà. 4 giờ chiều tối mình nghĩ sao lên. Chiều mặt đấy nhở? Buồn buồn, buồn buồn quá. Buồn buồn quá. Đến giờ chiều không hợp quá. 15 cái à? Hai năm đủ à? Em đang mới ra đây mà em không thấy. Ba tư đây này. Ba tư cho. Cái đấy là cái gì đấy? Cái này đẹp thế, chị đưa cho em xem nào. Còn lấy chị cất đi á? Không, ai cất. Buộc cho nó gọn thôi. Găm, 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 không cất đâu găm. Găm. Đây thì nhiêu này. Mã này là len, à quên, em ạ, em 20 à? Em 20. Còn cam ở trong kia không? Ờ. Mẫu này có hồng với cam các bạn nhỉ? Cam, cam của mẫu đấy còn có hai cái thôi. Còn cam kia, cam khác. Cái mẫu này của tim đúng không? Ừ, không phải là cái nào cam nào rồi nha, cam đào nhá, còn cam bưởi nhá nhé. Cam đường canh với lại cam sành. B2. B2. Đang thì trả lời liều. 1, 2, 3, 4, 5. 5 với 3 là 8. 8 với 2 là 10. Tiếp tục với 5 tháng này. Hôm nay các chị tầm khoảng là dưới 60 cân, em chốt đơn nhá. 40 cân đến 60 cân. Áo này các chị có mình là E20. E20 em có chủ là có hồng thôi. Cam còn đúng 2 chiếc nữa chị nhá. Cam còn đúng 2 chiếc ạ. Chị nào chốt màu thì các chị lên đơn cho em này. Len của nó lên lông. Ok chị ạ, len của nó lên lông cho em. Tặng các chị nốt là 130 các chị này. Em xả nốt các chị là 130.000 ạ. 40 cân đến 60 cân. E20 ạ. Ok chị ạ, E20 và kèm số điện thoại cho em. Từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn các chị nhá. Chất len rất là mềm luôn, len cổ tim. Có duy nhất một cái mã này là em là len cổ lim thôi. Còn đâu là toàn cổ tròn hết ạ. Đây E20 chị nào lấy các chị lên đơn. Chủ yếu là nó còn màu hồng. Ok chị ạ, chủ yếu là còn màu hồng. Chú mày thấy tao ghi rượu. Sữa tắm còn màu màu gì nhiều? Sữa tắm còn mấy chai? Còn chục chai nữa. Chục chai nguyên màu màu gì? Chú ý là có hồng nhá các chị nhá. Một tím em còn vài lọ thôi ạ. Em còn chục chai sữa tắm. Em tặng các chị nốt 60.000 đồng một chai. Ok chị ạ, chị nào có đơn các chị kèm đơn luôn cho em nhá. Các chị có là sữa tắm mà kèm số điện thoại cho em ạ. Sữa tắm Coty cho em các chị yêu ạ. Xem một chai của nó là dung tích là 750ml. 750ml ạ chị, em mình cũng rất là lâu nữa các chị nhá. Chị Thơm Phạm có, chị Phương Kim có, hai cả hai màu này. Áo này các chị cứ dưới 60 cân. Dáng này dáng ngắn ngắn cho em nhá. Bo gấu cho em các chị này. Bo gấu á. Áo E20 em tặng các chị nốt là 130.000 một áo. Ok không ạ? Nó còn sót một màu hồng thôi ạ. Màu cam em còn đúng 2 chiếc các chị nhá. Cam còn đúng 2 chiếc màu cam thôi ạ. Chất len nó rất là mềm luôn các chị yêu này. Ok chị ạ, len của nó là len lông. Len lông cho em ạ, E20 130.000. Còn sữa tắm này các chị ơi, 60.000 một chai. Thu Hoàng này, Lê Thị Quyên có ạ. Thế đi yêu. Thế thì xem mẫu nào còn màu cam không? Màu cam có màu khác à? Đưa cho em cái màu cam mẫu khác đây với. Màu hồng là đẹp này, hồng nhẹ nhàng. Số ở trước còn màu hồng mà không có màu bán. Màu cam thực ra màu cam là hơi khó bán so với các màu khác ấy. Sữa tắm cho em ạ, 60.000 đồng một chai các chị nhá. Em xả nốt em còn 10 chai sữa tắm thôi. Đấy. 60.000 đồng một chai sữa tắm, các chị lên đơn hàng cho em ạ. Màu hồng là vị dâu các chị nhá, còn màu tím là vị của hoa violet, của hương violet cho em ạ. Thơm nhẹ nhàng các chị ơi ạ, thơm nhẹ nhàng cho em ạ, tắm xong nó rất là mướt da luôn. Trần Văn Đoàn rồi ok em chúc đơn ạ. Đấy, chị nào lấy comment cho là áo này là E20 nhá, áo len màu hồng có vẻ là E20 cho em ạ. E20 là 130.000. Ôi giời ơi, phân MP sao chị comment trả lời chị nào mà sao nó dã man thế? Gở mồm thế chứ lại. Mua về chết để đốt được cho nhiều. Sợ quá đi mà. MP công ty mi mắt. Con lạnh mẹ. Chắc là bạn nào hỏi chốt nhiều đúng không? Mua về chết để đốt cho nhiều chị ạ. Lạy mẹ luôn đấy. Không nhờ mà nếu bảo em nha, để vào xin ít. Không, không có, hôm nay nhà em chưa về. Chưa có mẫu mới chị ạ. Chưa có mẫu mới để em bán ấy. Còn toàn cái mẫu mà mình đã bán qua rồi thì muốn lấy cho các chị mẫu nó khác khác một tí ấy. Tại vì hàng em bán toàn khách quen là nhiều.
Đây chị ơi, còn cái bộ đùi bây giờ còn bao nhiêu bộ em tặng nốt nhá. Bộ đùi này mình có bán không nhỉ? Chưa bán. Đang nhập. Đây. Bộ đùi nào khách ngày hôm nay nhận được thì các chị hoan hỉ cho em. Chị ơi, cái màu hồng kia mới còn, màu này là cũng còn đúng không? Chị đưa cái màu hồng kia cho em. Công tất tất cả. Bây giờ cứ alo xô bộ màu hồng này, bộ cái bộ này cho em các chị này. Để chặn tất cả cái bộ đùi các chị comment là bộ gì ạ? Mã bao nhiêu ạ? E21 cho em nhé. Bộ lên đơn cho em ạ, 40 cân đến 60 cân. E21 các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Được chưa? Em tặng các chị là 80.000 một bộ. Được chưa? Em tặng các chị 80.000 đồng một bộ này cho em ạ, hàng bộ 75 các chị này. Bây giờ em xả nốt 80. Hai size ML cho em các chị nhá. Nó có hai size ML, bộ của là bộ đùi, bộ gì ạ? Bộ đùi. Bộ đũi lụa cho em ạ. Được chưa? Em tặng các chị 80.000. Đấy, nó còn xanh với hồng các chị nhá. Bê em còn sót vài bộ màu bê thôi. Còn sót mấy bộ màu bê cho này, như này cho em các chị này. 80.000. E21 ạ. Nó còn tầm chục bộ nó lẻ size các chị ơi. Các chị chọn cho em size vừa đi, cố gắng cho em nhá. Nó sẽ có ba màu cơ bản là màu bê, màu hồng với lại màu xanh. E21 cho em ạ, 40 60 cân. Ôi mưa quá, giờ mới ngủ dậy. Ôi giời, chị đã quay vào ô mất lượt. Đấy, hôm nay em xả len rẻ quá, không vào mà bốc. Hôm nay xả lẻ rẻ hơn buôn chị ạ. Lỗ nặng nề. Rồi, bộ E21 em tặng các chị nốt 80 nhá. Chị Thu Hoàng có lấy bộ này về hôm nay chị này. Rất đẹp. Mà các chị nhớ hôm trước em còn một bộ, hay hai bộ em xả 120.000 tranh nhau. Bây giờ em tặng nốt các chị 80.000 nữa không ạ? 80.000 đồng. Màu B các chị này. Màu B cho em này, màu hồng cho em này, và màu gì ạ? Màu xanh. E21 nhá. Chị nào được bộ nào thì cố gắng hoan hỉ nhanh tay cho em ạ. Đấy chứ ạ, hoan hỉ cho em ạ. 80.000 một bộ này cho em nhá. Xanh đâu chị ơi? Xanh chưa lấy đây cho em. Đấy, vàng, cái này còn đúng một bộ màu vàng này. Còn sót một bộ màu vàng. 5 bộ đủ như chị thu hàng này. Đây đây này. Đấy chứ ạ, E21 cho em. Bộ này thì bán sướng, gọi là đỉnh cao luôn, bán sướng tay luôn ạ. Bây giờ em xả nốt 80.000 ạ, thì nó còn lẻ một ít nhá các chị nhá. Nó còn lẻ một ít cho em ạ, 80.000. Đâu xanh đâu, đây, xanh đây. Xanh nó còn 4-5 bộ thôi. Xanh em còn 4-5 bộ, tặng các chị nốt 80 cho nó gọn hàng, kèm đơn hàng các chị luôn. Kèm đơn hàng luôn ạ, 80.000. Ôi Hải Huyền ơi. Vàng còn một bộ. Xanh đây các chị này, nhìn chất chiếc đẹp cho em ạ. À, em tặng các chị có 80.000. Chị nào có đơn hàng thì em chốt nhá, kèm đơn hàng em chốt. Còn chốt một bộ này em không bán, chốt một bộ em nói luôn trên live đấy, em không bán giá này một bộ đâu ạ. Chị nào hôm nay có đơn hàng kèm theo thì coi như giá này em tặng các chị 80.000 một bộ thôi. Đấy, tại vì em đã xả lỗ mà chị nào mua một bộ này em không bán, kèm đơn hàng thì em bán được chưa ạ? Chị Hoàng Thư rồi ok, Hường Nguyễn ok, Nguyễn Oanh ok, chị Thu Hoàng có 5 bộ này. Ok nhá. Đây các chị này, nó còn những cái màu như này. Cái gì đây? Bên trong này là bộ ngố à? Hả? Ngố ấy. Thôi bộ ngố. Cứ bình tĩnh. Đến đây thôi nhỉ. Em ơi, đơn tú qua cho xong chưa? Chưa chút xong thì bây giờ lên cửa toang à? Bây giờ mà em lên buổi trưa hôm nay thì nếu mà chiều nay nhà các bạn nhân viên không gọi được hết ý, thì sáng ngày mai nhà em gọi tiếp nhé các chị nhé. Tối nay em vẫn live bình thường. Được chưa? Toang luôn đấy. Các chị nha, nếu mà chưa chiều nay nhà em chưa gọi được cho các chị thì sáng ngày mai nhà em nhân viên nhà em sẽ gọi nhá. Tại vì là đơn tối qua nhà em chưa chốt xong nên trưa nay em like thì em vẫn cứ like bình thường thôi. Còn đơn thì vẫn chiều nay không chốt được thì sáng ngày mai gọi chốt. Như cối như này, như chị nào mà không chốt đơn được trong like này luôn, xong là các chị lại dồn đơn được mà. 200 của ai đặt cọc bốn áo thu, bốn áo đá đây. 200 của
đứa nào lên tiếng nhỉ? Bảo các chị là nếu mà cọc tiền thì các chị ghi hộ tên Facebook vào đi. Không ghi tên gì cả. Đùi bò như em mà có chị. Này quần đùi bò này mã bao nhiêu đấy mình ơi? Ở chỗ nào đấy? Sóc bò này. Sóc bò ấy mà có bán mà. Đây xem cái mông đây. Cái mông nó ở chỗ nào ấy? Đây, thì như đây thôi. Ai bảo mày còn nguyên size S, đây SM đây. Đằng sau này nó đánh S như cái nào nó cũng đánh như thế. Nhưng mà nó là có SML này. Ôi trời ơi, ai bảo mày là còn một size đâu lên hả? Bảo mày một size luôn. Cái dạng hàng 250 em xả luôn đó các chị này. SML nhá. Em là size M thế này. Toàn hàng quần hàng quần trâu thôi các bác. Các bác chiến đấu luôn cho em con này đi. Đây các chị này. Hàng cho em này các chị này. Toàn bộ hàng rất đẹp luôn ạ. Trời ơi 40 cân đến 60 cân các chị chốt cho em 180.000 đồng một quần các chị xuống nhá. Hàng 250. Hàng 250 thì em tặng các chị nốt 180 được chưa ạ? Còn em mặc đây đó là hàng bầu giấy hàng Quảng Châu các bác này. Riêng mã này thì em còn đủ size, còn các mã khác thì em chỉ còn size S thôi. Để chạm mã quần này các chị comment cho là shop 1 và kèm số điện thoại. Em bị tưởng còn một size em không muốn bán nhưng mà vừa mới dơ ra nó vẫn còn đủ size. Đấy. SML rồi, đủ size sướng quá các chị ơi. Đi mà em tặng các chị nốt 180 nhé các chị nhá. 180.000. Hàng này hàng Quảng Châu không phải hàng xưởng đâu các chị yêu ạ. Shop 1 cho em. Nguyễn Hoa cho em số điện thoại của chị em kiểm tra đơn đi. Quần này mặc thì không phải chê trách một câu nào luôn, lại chất sướng, mặc thoải mái. Bò chun cho em. Từ cái tai, cái dây của nó cũng là dây hoa cúc cho em. Đấy chứ ạ, 180.000 đồng quần. Các chị comment là shop 1 và kèm số điện thoại. Không đẹp giả là em, được chưa ạ? Cái quần này trong vụ không có bán, hàng 250 các chị còn tranh nhau đấy các chị ạ. Hôm vừa rồi xả 200 mà không có hàng, không còn shop một cái nào. Hàng này hàng em vượt sale các chị nhá. Em tặng các chị giá 180.000 đồng một quần. Đấy các chị lên đơn hàng cho em ạ, chất mặc sướng các chị này. 180 ạ. Nói chung là quần bò này với lại quần sóc bò thì em bán quanh năm luôn. Đấy chứ ạ, kể cả sang vụ đông em để dành, sang mùa hè em vẫn bán bình thường. Tại vì quần này em vượt được giá sale thì em mới bán được các chị giá 180 thôi. Còn bình thường ấy em nhập vào đã 220, 230 em bán 250 các chị. Còn bên ngoại trường giá cũng là hơn 300 các chị nhá. Sóc một cho em ạ, chị nào nhanh tay được em còn tầm 10-15 cái thôi. Còn 10-15 cái. Chị ạ, chị Tiền Trần ok ạ. Chị ạ, chị Hoàng Phương rồi ok. Chị Nguyễn Hoa cho em số điện thoại của chị nhá chị nhá. Cái số điện thoại của chị Như Quỳnh Nguyễn ok này. Chị Nguyễn Hoa rồi ok em chúc đơn. Sóc 1 SML 40 cân đến 60 cân em lên đơn. Quần mặc có xuống được chất lừ như này các chị này. Đấy chị ạ, các chị nhìn cho em nó bò, cái chất bò của nó rất là mềm luôn các chị nhá. Nó không bị cứng mà các chị mặc nó không bị hằn cái đường gân quần đâu. Mặc nó thoải mái, dễ chịu lắm. Em thích mặc cái loại này vì là nó thoải mái và đúng nó không bị ngắn. Thì chạm đúng các chị đứng lên ngồi xuống nó không bị ngắn đúng. Quan trọng là cái đúng nó không bị ngắn đâu các chị ơi. Để chạm shop 1 cho em 180.000. Ba lô em hết sạch rồi, ba lô chống mù em không còn hàng nữa đâu. Em bán thôi. Thôi chị để cho con chị mà. Chị bán hết à? Mày bán hết của con chị đi à? Em còn đúng 2 cái em để cho con em, nó lại đòi bán hết đi. Hết rồi, ba lô em hết sạch rồi chị ạ. Còn đúng 2 cái em để cho bé nhà em thôi. Đây, các chị nhá, chị nào lấy sóc bột chị lên đơn. Chị nào có đơn rồi các chị dồn đơn cho em. Có 180.000 đồng của con quần sóc bò hàng Quảng Châu ạ. Chị nào cũng mua quần sóc thì em trong vụ các chị biết đúng không ạ? Đấy, rồi chị bỏ qua mỗi này cho em đi. Sóc bột cho em còn bao nhiêu em để giá cũng được. Cái quần này em vẫn bán bình thường. Nhập được sale rồi mới có rẻ như thế đó các chị ạ. Thôi nhá, hôm nay tạm đến đây thôi ạ.
áo em mặc còn không áo này á, à, bra này á. Bra này hết rồi chị ạ. Em nếu mà các chị thích thì em đặt thêm luôn. Nếu mà em nếu mà có hàng về thì em bán các chị thì như là 100.000 hai cái. 100.000 đồng hai chiếc áo bra. Mà em chưa đặt được hàng hết sạch rồi chị ạ. Thôi em nghỉ đây ạ. Bra các chị yêu nhá. Hẹn các chị tối ngày hôm nay 8:30 ạ.